Chương 420, lần nữa lên đường. Chuyện này đối với tại lý thất dạ mà nói phát sinh quá đột nhiên, cái này cùng hắn dự liệu không giống nhau, hắn vốn là dự định để mê thất thần đảo mê vụ uống đủ máu tươi mới lên đảo, hắn có đầy đủ thủ đoạn, chỉ cần để hắn lên mê thất thần đảo, nhất định có thể lấy được thứ mà hắn cần. Nhưng là, hiện tại mê thất thần đảo lập tức biến mất, lập tức bị người dời đi, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lập tức phá vỡ kế hoạch của hắn. Đột nhiên phát sinh dạng này biến dị, để lý thất dạ tư tưởng trở nên không giống nhau. Tăng thêm rất nhiều biến dị. Lam Vận Trúc thật sâu hít thở một cái, nói ra, ta cùng ngươi đi, chỉ ít dạng này có một người tiếp ứng. Không. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, ngươi cùng trưởng môn bọn họ chuẩn bị một chút, nói không chừng đến lúc đó ta còn dùng được các ngươi, trọng yếu nhất, phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất, Tính toán gì? Lam Vận Trúc không khỏi sững sờ một chút. Lý thất giả hiếp mắt, nhìn phía xa, chậm rãi nói ra, thiên muốn loạn, nói không chừng máu chảy thành sông thời đại muốn tới. Thiên muốn loạn rồi. Lam Vận Trúc không khỏi sững sờ nán lại. Hiện tại U Thánh giới lớn bình, không có cái gì lực lượng có thể đánh vỡ mấy cái đế thống tiên môn ổn định lại cách cục. Mặc kệ loạn hay không. Lý thất giả lộ ra tiếu dung, nói ra, thiên loạn cũng chưa chắc một chuyện xấu, nên ta đồ thiên thời điểm, có chút quỷ đồ vật là thời điểm đi ra. Lam Vận Trúc không khỏi bị chấn động, nếu như vậy, tại lý thất dạ trong miệng nói ra chính là phong khinh vân đạm, tự hồ chưa đủ thành đạo, nhưng là, nghe vào Lam Vận Trúc trong tai, lại bá đạo vô cùng, bao nhiêu thiên tài giám khẩu xuất cuồng ngôn đồ thiên. Nhưng mà, hôm nay nói như vậy tại lý thất dạ trong miệng nói ra. Lại là như vậy tùy ý nhất tùy ý giọng điệu lại nói ra bá đạo nhất ta cùng với sư tôn trưởng lão bọn hắn đi nói lam vận trúc lấy lại tinh thần thật sâu hít thở một cái nói ra lý thất giả cũng lập tức chuẩn bị tiến về đệ nhất hung phần tại chuẩn bị lên đường thời điểm hắn đặc biệt gọi tới lục bạch thu nói ra ngươi dự định như thế nào đây theo ta đi hay là có ý nghĩ khác đâu lý thất giả đích thật là đối lục bạch thu rất lọt mắt xanh có bồi dưỡng lục bạch thu ý tứ, nếu không. Hắn sẽ không đem lục bạch thu mang theo trên người. Lục bạch thu do dự một chút. Nhìn lấy lý thất dạ, cuối cùng nói ra, ta muốn về thiên quần đảo nhìn xem, không biết nơi đó thế nào. Lục bạch thu nghe được mê thất thần đảo biến mất, trong nội tâm nàng cũng không khỏi lo lắng, nàng lo lắng thiên quần đảo, nàng lo lắng thiên quần đảo đệ tử, cũng lo lắng thiên quần đảo con dân. Làm thiên quần đảo đường chủ, nàng một mực quản lý thiên quần đảo nàng không khỏi đem nơi đó coi là một mái nhà ở nơi nào có yêu mang nàng bách tính cũng có đi theo nàng vào sinh ra tử đệ tử hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy trong nội tâm nàng không khỏi vì đó lo lắng nàng làm đường chủ hy vọng tự mình trở về nhìn một chút vậy trở về đi trở về nhìn xem cũng tốt lý thất giả cười cười hắn có thể hiểu được lục bạch thu tâm tình đối một mảnh đất đai lưu luyến cùng không bỏ hắn cũng không có miễn cưỡng lục bạch thu đi theo hắn đa tạ công tử lục bạch thu đối lý thất giả dạ thật sâu không người cảm kích nói ra đi theo công tử để cho ta được ích lợi không nhỏ bạch thu vĩnh viễn khắc trong tâm khảm đối với lục bạch thu mà nói hoặc là hôm nay từ biệt có khả năng sẽ không còn được gặp lại lý thất Dạ, bọn hắn cuối cùng không phải người của một thế giới lý thất Dạ là cửu thiên kiêu long một ngày nào đó sẽ bay lên tại cửu thiên phía trên. Đi theo lòng của mình mà đi đi. Lý thất Dạ cười nhẹ nhàng mà vuốt đỉnh đầu của nàng, nói ra, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi có thể đi được rất rất xa, trời cao đất xa, chỉ cần có tâm, liền có thể đi được xa như vậy. Bạch Thu nhất định ghi nhớ. Lục Bạch Thu thật sâu hô hấp một hơi, trong lúc vô tình, khóe mắt của nàng đều ướt, cái mũi ê ẩm, mặc dù nàng đi theo lý thất Dạ không hề dài lâu, nhưng là đang đuổi theo Lý Thất Dạ trong đoạn 5 tháng này để cho nàng hiểu được rất nhiều. Một đoạn này tuế nguyệt, để cho nàng cả đời được ích lợi không nhỏ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền rời đi. Lý Thất Dạ tiến đến gặp Bảo Quy Đạo Nhân thời điểm, Bảo Quy Đạo Nhân đã vì hắn chuẩn bị xong đạo môn. Tại Đông U Cương có một cái đại giáo cùng chúng ta Thiên Lý Hà giao hảo. Gặp Lý Thất Dạ chạy đến, Bảo Quy Đạo Nhân bận bịu là nói ra hiện tại chúng ta đem đạo môn trực tiếp thông hướng đối phương đạo môn, chúng ta đem công tử truyền tống đến bên kia, sau đó công tử liền có thể thẳng đến đuổi đệ nhất hung phần. Tốt, đến U Cương liền dễ làm. Lý thất giả gật đầu nói. Lúc này bảo quy đạo nhân phân phó mở ra đạo môn, mà thiên lý hà chư vị trưởng lão thậm chí là nguyên lão đều đến đây làm lý thất giả tiễn đưa, tại chuẩn bị lên đường thời điểm, bảo quy đạo nhân căng dặn nói ra, công tử cũng phải cẩn thận, đệ nhất hung phần chính là u thánh giới địa phương thần bí nhất nguy hiểm nhất. Yên tâm đi, còn muốn không được mạng của ta. Lý thất giả cười bước lên đạo đài, cuối cùng tiếng nhập đạo môn, lập tức biến mất, bị truyền tống đến bên kia. Lý thất giả trong nháy mắt bị truyền tống đến cùng thiên lý hà giao hảo đại giáo về sau. Hắn lập tức lên đường, không có chút dừng lại lập tức chạy đuổi đệ nhất hung phần. Thiên Lý Hà chính là U Thánh giới thứ nhất sông lớn, trên thực tế, nếu là từ ngọn nguồn ngược dòng tìm hiểu lên, Thiên Lý Hà không chỉ là quán xuyên toàn bộ Nam Diêu Vân. Trên thực tế, Thiên Lý Hà dòng sông đã từng chảy xuôi qua Bắc Trạch Địa một bộ phận cương thổ, cuối cùng Thiên Lý Hà ngọn nguồn là thẳng vào Đông U Cương nội địa. Thiên Lý Hà chân chính ngọn nguồn, chính là khởi nguyên từ trong truyền thuyết đệ nhất hung phần. Đệ nhất hung phần, tại toàn bộ U Thánh Giới đều tràn đầy truyền thuyết. Tràn đầy mê, đệ nhất hung phần, nó chưa bao giờ bị người thăm dò, vạn cổ đến nay, có cơ hội tiến vào đệ nhất hung phần người ít càng thêm ít. Đệ nhất hung phần, nó là sừng sững tại đông u cương nội địa chỗ sâu, sừng sững tại một mảnh vô tận sơn hà bên trong. Ở chỗ này, chỉ gặp là núi cao chập trùng, to lớn núi cao có thể đâm thủng bầu trời, để cho người ta nhìn đến lùi bước, không dám vượt qua. Tại đây một mảnh núi cao cuối cùng, có một đầu to lớn sơn mạch vắt ngang trước mặt mọi người, đầu này to lớn sơn mạch vắt ngang thiên địa, từ hồ, Bất luận là người nào đi đến nơi đây chỉ có dừng lại. Bất luận là ai đi đến nơi này thời điểm đều không thể vượt qua đầu này sơn mạch. Tự hồ đầu này sơn mạch phía sau thế giới bị thần bí bao phủ lấy, làm cho không người nào có thể nhìn trộm diện mục thật của nó. Tại đây một đầu sơn mạch trung ương có một tòa to lớn vô cùng phần mộ khổng lồ, cái này phần mộ khổng lồ thoạt nhìn càng giống là một tòa núi lớn mà phần bia đâm trách bầu trời, thẳng vào thiên ngoại. Cái này phần bia có thể nói là thế gian lớn nhất phần bia, liền là như thế một khối to lớn phần bia phía trên nhưng không có khắc xuống bất luận cái gì chữ. Đây là một khối không có chữ cự bia. Cái này có được to lớn phần bia phần mộ khổng lồ liền là trong truyền thuyết đệ nhất hung phần, truyền thuyết chỉ có tiến vào đệ nhất hung phần mới có thể tiến nhập đầu này sơn mạch. Đệ nhất hung phần, không có ai biết trong này chôn lấy người nào, có người nói là một cái vạn cổ tiên đế cũng có người nói đây là thần thoại thời đại tồn tại, lại có người nói nơi này chôn lấy một vị cổ xưa mà chí tôn ác ma. Trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người muốn làm rõ ràng đệ nhất hung phần phía dưới đến tột cùng chôn lấy cái gì. Nhưng là, không người có thể được đến đáp án. Cũng không người nào biết, đệ nhất hung phần cái tên này là lúc nào lấy. Đệ nhất hung phần, chính là thế gian 12 tán địa một trong, cùng thiên cổ thi địa nổi danh cùng người người đều có cơ hội đi vào thiên cổ thi địa khác biệt đệ nhất hung phần vẫn luôn là quan bế ngoại nhân căn bản là vào không được coi như là đại hiền còn không thể nào vào được truyền thuyết chỉ có tiên đế mới có thể mở ra đệ nhất hung phần mới có thể tiến nhập trong đó mặc dù nói đệ nhất hung phần vẫn luôn là phong bế nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay nó cũng từng mở ra nhiều lần bởi vì có người đã tìm được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa cuối cùng mở ra đệ nhất hung phần. Đệ nhất hung phần, vì cái gì bị kêu đệ nhất hung phần, cái này không có ai biết, bởi vì có một loại truyền thuyết cho rằng đệ nhất hung phần là một vùng đất chết, là 12 tán địa một trong, nó cùng với những cái khác tán địa, tràn đầy nguy hiểm, truyền thuyết tiến vào đệ nhất hung phần người là không bao giờ còn có thể có thể còn sống đi ra. Cứ việc truyền thuyết đệ nhất hung phần là một vùng đất chết, sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được nữa. Nhưng là, Vạn cổ đến nay, có vô số người đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào. Bởi vì có truyền thuyết cho rằng, nếu như có thể từ đệ nhất hung phần bên trong sống đi ra, nhất định có thể đạt được đại tạo hóa. Thậm chí có truyền thuyết cho rằng, tại đệ nhất hung phần bên trong chôn giấu lấy chân tiên chi cốt, nếu là sau khi đi vào, có thể gặp được đến chân tiên chi cốt, cái này nhất định có thể đạt được đại tạo hóa. Trên thực tế, loại này truyền thuyết cũng là có nguyên do truyền thuyết địa ngu tiên đế tại lúc còn trẻ liền tiến vào qua đệ nhất hung phần, cuối cùng còn sống đi ra. Chính là bởi vì có một đoạn này kinh nghiệm, về sau địa ngu tiên đế tránh né năm cái thời đại, đã trải qua năm vị tiên đế thời đại, cuối cùng lấy cực già niên kỹ gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Có truyền thuyết cho rằng, địa ngu tiên đế tại đệ nhất hung phần bên trong lấy được một chủng nào đó đồ vật hoặc là tiên kinh, chính là bởi vì như thế, để hắn có thể tu luyện năm cái thời đại, đã trải qua năm vị tiên đế thời đại, cuối cùng tại cổ hy niên kỷ chứng nhận thiên đạo, gánh chịu thiên mệnh, trở thành tiên đế, sáng tạo ra vạn cổ kỳ tích. Chính là bởi vì như thế. Địa ngu tiên đế sự tích truyền lưu thiên cổ, mặc dù nói, địa ngu tiên đế thành tiên đế về sau không phải tiên đế bên trong sống lâu nhất người, nhưng là, hắn lại trở thành từ xuất sinh đến biến mất, trở thành sống lâu nhất tiên đế, hắn đã từng đã trải qua năm cái tiên đế thời đại, thành một cái vạn cổ kỳ tích điện ngu tiên đế có kỳ tích như thế này cái này khiến hậu thế lưu truyền điện ngu tiên đế cùng đệ nhất hung phần có liên quan đủ loại cố sự mặc kệ từng cái phiên bản cố sự là như thế nào nhưng là có thể khẳng định là điện ngu tiên đế tuổi nhỏ thời điểm đích thật là tiến vào đệ nhất hung phần hơn nữa còn sống đi ra hậu thế cũng đủ loại dấu hiệu chứng minh điện ngu tiên đế ở phía sau tới có thể sống năm cái thời đại cuối cùng còn có thể lấy hy cổ niên kỷ chứng nhận thiên đạo gánh chịu thiên mệnh đã trở thành một đời tiên đế, cái này đều cùng địa ngu tiên đế từ đệ nhất hung phận bên trong sống đi ra có quan hệ. Cho nên, hậu thế cho rằng địa ngu tiên đế thổ thiếu thời tại đệ nhất hung phận ở bên trong lấy được đại tạo hóa, cái này về sau khiến cho đệ nhất hung phận từng truyền ra có trường sinh bất tử chi thuật tin tức. Chính là bởi vì truyền thuyết đệ nhất hung phận có trường sinh bất tử chi thuật tin tức như vậy truyền ra. Cái này khiến lịch đại đến nay đều có vô số người đến đào móc đệ nhất hung phần, bất luận là ai cũng muốn tiến vào đệ nhất hung phần. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không ít tiên đế đã tiến vào đệ nhất hung phần, như âm dương tiên đế, phàm trần tiên đế, minh độ tiên đế vân vân, đều đã tiến vào đệ nhất hung phần. Chương 421, Quỷ ở Phong Đô Thành Đệ nhất hung phần, đứng ở một tòa trên núi cao, lý thất dạ xa xa nhìn ra xa cắm vào bầu trời to lớn phần bia trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng hiện tại hắn muốn tiến vào đệ nhất hung phần nhất định phải có tiến vào đệ nhất hung phần chìa khóa lúc này lý thất dạ không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một địa phương khác tại đệ nhất hung phần bên ngoài một mảnh kia chập trùng vô tận dãy núi bên trong tại đệ nhất hung phần bên ngoài chính là sơn hà chập trùng có núi cao trùng điệp cũng có đồng bằng giang hà đây là một mảnh rộng lớn chi địa, mà ở mảnh này rộng lớn chi địa có một cái tên, xưng là Quỷ Thành. Đương đứng ở nơi này mảnh rộng lớn chi địa bên ngoài thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, cao lớn vô cùng tàn phá tường thành quanh co khúc khuỷu trăm vạn dặm, đem mảnh sơn hà này vây lại, thành một cái cổ xưa mà tàn phá thành trì, ở tòa này cổ xưa mà tàn phá cửa thành phía trên, có khắc ba chữ Phong Đô Thành. Phong Đô Thành, tại Đông U Cương thậm chí là cả U Thánh giới đều là tiếng tâm lừng lẫy địa phương mà nhiều người hơn cam tâm tình nguyện xưng nó làm quỷ thành phong đô thành chính là đệ nhất hung phận bên ngoài đại thành nếu như ngươi đứng tại phong đô thành trên tường trông về phía xa mảnh sơn hà này thời điểm ngươi sẽ phát hiện tại phong đô thành bên trong chính là sơn hà chập trùng hơn nữa ở chỗ này chính là lâu vũ thành khuếch tùy ý có thể thấy được có rất lần lân so lâu vũ điện đường xây dựng vào đồng bằng tụ thành một cái thành trấn cũng có lâu vũ cổ điện là xây dựng vào núi cao trùng điệp bên trong thậm chí tại khe rảnh giang hà. Bên trong, cũng có thể nhìn thấy người ở. Trong về phía xa toàn bộ phong đô thành thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, mảnh sơn hà này phồn vinh vô cùng, trong mảnh sơn hà này, tựa hồ là bách tính an cư lạc nghiệp, thành trấn bên trong càng là đèn đuốc sáng trưng, ban ngày thời điểm, đường đi bên trong càng là có tiểu thương gào to. Nếu như ngươi cho rằng phong đô thành là một cái bách tính an cư lạc nghiệp chỗ, chư tộc nơi tụ tập, như vậy ý nghĩ như vậy liền là mười phần sai. Tại phong đô thành bên trong. Bản địa ở cư dân. Bất luận nhìn như tu sĩ. Vẫn là nhìn như bách tính, bọn hắn cũng không phải người sống, bọn họ là quỷ. Tại U Thánh Giới đàm quỷ, cái này có vẻ hơi hoang đường buồn cười. Bởi vì U Thánh Giới liền là quỷ tộc nơi tụ tập, thậm chí là quỷ tộc nơi khởi nguồn. Bên ngoài tộc xem ra, quỷ tộc mới thật sự là quỷ trên thực tế quỷ tộc cũng không phải quỷ bọn họ là có máu có thịt sinh linh bọn hắn cùng nhân tộc có máu có thịt bọn hắn chẳng qua là một cái khác chủng tộc mà thôi nhưng là phong đô thành bên trong ở người vậy thì không phải là có máu có thịt tồn tại bọn họ là không có mạng sống đồ vật bọn họ là chấp niệm nếu thật phải nói thế gian có quỷ phong đô thành cư dân cũng coi là quỷ đi phong đô thành nói nó là thành thoạt nhìn càng giống là một cái cương quốc mảnh này tọa lạc ở đệ nhất hung phần bên ngoài sơn hà có trăm vạn dặm rộng ở chỗ này cư trú vô số tại cư dân mà những cư dân này lại không phải người sống sờ sờ bọn họ là không có mạng sống chấp niệm hoặc là phạm nhân trong miệng quỷ không có ai biết phong đô thành là khởi nguyên từ thời đại nào tóm lại tại trước đây thật lâu phong đô thành liền tồn tại hơn nửa phong đô thành bên trong ở quỷ thoạt nhìn cùng ngoại giới người có loài người có yêu tộc có quỷ tộc có tu sĩ, có bách tính, cũng có truyền thừa đạo thống. Tự hồ, nơi này cư dân thoạt nhìn cùng bên ngoài không có cái gì khác biệt. Trên thực tế, bọn họ đều là không có mạng sống tồn tại, chỉ là không thể tiêu tán chấp niệm mà thôi. Mà Phong Đô thành cư dân cũng không biết mình đã chết rồi, bọn hắn vẫn là cho là mình sống, hơn nữa, sống được cùng ngoại nhân không hề khác gì nhau. Tại Phong Đô thành ở trong, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, đều là phi thường náo nhiệt ban ngày chính là tiểu thương đi nhanh đầu đường, gào to buôn bán, ban đêm các nơi là đèn đuốc sáng trưng, bóng người chủng chủng, đây quả thực là giữa phàm thế, ở đâu giống như là một cái quỷ thành. Nhưng là, nếu là người biết nơi này gào to mua bán tiểu thương, đạo thống truyền thừa tu sĩ, lại hoặc là bi bô tập nói hài nhi, cái này không có một cái nào là người sống thời điểm, toàn bộ đều là người đã chết hóa thành chấp niệm thời điểm, như vậy nhất định sẽ đem ngươi sợ tới mức gần chết không có ai biết vì cái gì phong đô thành lại có nhiều như vậy hóa thành như người sống sinh hoạt chấp niệm cũng không người nào biết vì cái gì người nơi này chết đi về sau sẽ lưu lại khó mà tiêu tán chấp niệm tóm lại phong đô thành vẫn luôn là một điều bí ẩn nơi này là một người chết nán lại địa phương thậm chí có người muốn thời điểm chết tình nguyện lựa chọn chết ở phong đô thành bởi vì nơi này có thể dùng một loại khác phương pháp sống đương nhiên chết đi về sau chấp niệm liền chỗ tiếp tục sống ở phong đô thành cũng sẽ cùng bản thân ngươi không có bất cứ quan hệ nào thậm chí không có ngươi khi còn sống bất cứ trí nhớ gì nếu là một người chết tại phong đô thành cuối cùng lưu lại một luồng chấp niệm hóa thành bản thân ngươi tiếp tục sinh tồn tại phong đô thành ở trong nhưng là cái này một luồng chấp niệm cũng không tiếp tục là ngươi bởi vì hắn đã không có bản thân ngươi ký ức không có bản thân ngươi lạc ấn đó là một người khác phong đô thành người sống hoặc là nói phong đô thành còn sống quỷ là chưa bao giờ sẽ rời đi phong đô thành bọn hắn một mực sống ở phong đô thành thẳng đến có một ngày biến mất mới thôi trên thực tế mọi người đều biết phong đô thành còn sống quỷ cũng không phải là mọi người trong nhận thức quỷ cái kia bất quá là tiêu tán không đi chấp niệm mà thôi bọn hắn không phải chân chính quỷ mặc dù nói phong đô thành tại thế nhân trong miệng là một tòa quỷ thành nhưng là y nguyên có rất nhiều tu sĩ tới này cái địa phương hơn nữa có rất nhiều người lúc sắp chết nguyện ý lựa chọn chết ở chỗ này. Bởi vì chết ở chỗ này về sau, bọn hắn có thể lưu lại chấp niệm yên nguyên sống ở nơi này. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay có vô số tu sĩ tới phong đô thành là có nguyên nhân. Một, phong đô thành có dấu vô số bảo tàng, thần khí trong truyền thuyết, trên đời hiếm có dược vương, cổ sư bí kíp. Hai, phong đô thành còn có dấu một kiện đồ vật, đối với tất cả mọi người mà nói là thèm chảy nước miếng đồ vật, cái kia chính là mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa ba truyền thuyết phong đô thành bên trong cất giấu một kiện sơn bảo một kiện để cho người ta trường sinh bất tử sơn bảo chính là bởi vì cái này ba nguyên nhân trăm ngàn vạn năm để vô số người đến đây phong đô thành bất quá bất kể là phong đô thành bảo tàng cũng tốt đệ nhất hung phần cũng được vạn cổ đến nay có thể được đến người ít càng thêm ít về phần truyền thuyết sơn bảo càng là không có người thấy mặc dù mỗi một năm đều có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây phong đô thành mạo hiểm đoạt bảo nhưng là rất ít nghe nói có người lấy được cái gì chân chính thần khí hoặc là trên đời hiếm có dược vương mặc dù cũng thật là có người lấy được một chút bảo vật nhưng là cái này cách thần khí trong truyền thuyết còn kém rất xa mà đánh đệ nhất hung phần chìa khóa đích thật là có người từng chiếm được chính là bởi vì như thế trăm ngàn vạn năm đến nay đệ nhất hung phần đã từng mở ra nhiều lần trong đó nhất làm cho về sau chỗ nói chuyện say sư liền là điện ngưu tiên đế một lần kia truyền thuyết điện ngưu tiên đế tại lúc còn trẻ ngay tại phong đô thành bên trong lấy được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa cuối cùng thành công tiến nhập đệ nhất hung phần nhưng là cũng có truyền thuyết cho rằng điện ngưu tiên đế từng không có được chìa khóa tại lúc ấy là một người khác lấy được chìa khóa điện ngưu tiên đế là theo chân mọi người cùng nhau tiến nhập đệ nhất hung phần nhưng mà Địa ngu tiên đế lại lấy được đại tạo hóa. Mặc kệ truyền thuyết này là như thế, hậu thế có thể khẳng định là, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại mấy cái thời đại đích thật là có người ở phong đô thành bên trong lấy được chìa khóa, do đó mở ra đệ nhất hung phần. Chính là bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay có vô số người tiến vào phong đô thành, chỉ vì tìm được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa. Lúc này, Lý Thất Dạ trông về phía xa phong đô thành, hắn trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, phong đô thành bên trong đích thật là cất giấu mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa nhưng là muốn lấy được cái chìa khóa này không có dễ dàng như vậy sự tình nếu không trăm ngàn vạn năm đến nay không có vô số người là tiến vào phong đô thành tìm chìa khóa lại tay không mà về nhưng là hiện tại lý thất giả dạ muốn đối mặt một vấn đề nếu như mê thất thần đảo không phải vào đệ nhất hung phần hắn cũng không cần phải đi tìm cái chìa khóa này lý thất giả dạ trầm ngâm một chút cuối cùng rời khỏi nơi này hắn nhất định phải hỏi thăm một chút tin tức hắn muốn xác định mê thất thần đảo vào đệ nhất hung phần mới có thể đi tìm kiếm mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa tại cách phong đô thành ngoài vạn dặm có một tòa thành trấn đây là một tòa cổ thành tên là độ thành nơi này tụ tập các tộc tu sĩ đương nhiên nơi này là u cương tụ tập người ở chỗ này càng nhiều là quỷ tộc dạng này không vì kỳ quái tại u thánh giới ngoại trừ nam diêu vân bên ngoài những địa phương khác đa số là thuộc về quỷ tộc địa bàn không thay đổi là bách tính vẫn là tu sĩ đều lấy quỷ tộc chiếm đa số lý thất dạ là một cái nhân tộc tiến vào độ thành về sau hắn rất là điều thấp hắn chỉ muốn nghe ngóng có quan hệ với đệ nhất hung phần tin tức tại độ thành bên trong mặc dù cũng có thể nhìn thấy một số người tộc yêu tộc tu sĩ nhưng càng nhiều hơn chính là quỷ tộc tu sĩ quỷ tộc mặc dù xưng là một cái tộc trên thực tế quỷ tộc xa xa không chỉ một cái tộc quỷ tộc hoặc là nói quỷ tiên tộc cái kia bất quá là một cái cách gọi mà thôi quỷ tộc bên trong vẫn là có rất nhiều chi nhánh mặc dù nói không ít quỷ tộc người thoạt nhìn đích thật là có mấy phần quỷ khí cho người ta mấy phần cảm giác âm trầm nhưng là cũng không phải là tất cả quỷ tộc là như thế có chút quỷ tộc chi nhánh thậm chí thoạt nhìn chói lọi vô cùng nói thí dụ như là thái dương tiểu quỷ tộc chính là như vậy Tộc này người chính là toàn thân tản mát ra Thái Dương Quang mang, xem ra giống như là Thái Dương thần tử duệ, riêng là nhìn bề ngoài, rất khó đem bọn hắn cùng quỷ tộc liên hệ tới. Bất quá, bất luận quỷ tộc các chi bề ngoài thoạt nhìn là như thế nào, chỉ có một chút không đổi liền là quỷ tộc máu tươi là màu tím, đây là tất cả quỷ tộc điểm giống nhau. Lý Thất Dạ tại độ thành bên trong liên tiếp mấy ngày đều đang hỏi thăm có quan hệ với đệ nhất hung phần tin tức, nhưng là hắn không có thu hoạch gì bởi vì đoạn thời gian gần nhất đệ nhất hung phần căn bản cũng không có biến hóa gì trên thực tế trừ phi là đệ nhất hung phần được mở ra nếu không nó vẫn luôn là như thế không có biến hóa gì liên tục đánh tới vài ngày đều không có liên quan tới đệ nhất hung phần tin tức cái này khiến lý thất giả dạ không khỏi vì đó thất vọng chẳng lẽ nói mê thất thần đảo cũng không có tại đệ nhất hung phần bên trong cái này khiến lý thất giả dạ không khỏi nghĩ tới một cái khác khả năng nếu như mê thất thần đảo không tại đệ nhất hung phần bên trong, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngay tại Lý Thất Giả dạ sắp thất vọng dự định từ bỏ thời điểm, vừa vặn một ngày này Lý Thất Giả dạ tại một cái khách sạn vào ăn đồng thời muốn nghe một chút có tin tức gì không thời điểm. Vừa vặn để Lý Thất Giả dạ nghe được một tịch nói chuyện. Chương 422, Tuyết ảnh quỷ tộc Lý thất dạ tại độ thành trong một gian khách sạn vào ăn, vừa vặn bên cạnh hắn một tịch cùng sở hữu hơn 10 người tại vào ăn, nữ có nam có, trẻ có già có. Ha ha, chúng ta lần này tiếng phong đô thành nói không chừng có thể tìm tới trong truyền thuyết Sơn Bảo, nếu như vậy, chúng ta tuyết ảnh quỷ tộc nhất định có thể cuộc khởi. Cái này một tịch bên trong mười mấy người tại vào ăn, trẻ có già có, bên trong một cái dáng dấp rất tráng thanh niên cười hưng phấn nói nói. Một cái bàn này già trẻ nam nữ đều có một cái đặc điểm, tóc của bọn hắn đều là tuyết trắng. Bất luận là người trẻ tuổi hay là người già, bất luận là nam hay nữ, tóm lại, tóc đều là trắng như tuyết. Cái này còn không phải để cho người ta cảm thấy kỳ quái địa phương, kỳ quái hơn chính là, đường dương quang chiếu vào trên người của bọn hắn thời điểm, bọn hắn cái bóng chiếu trên mặt đất vậy mà cũng là tuyết trắng. Màu trắng cái bóng tình huống như vậy thoạt nhìn để có người chút ít sợn hết cả gai ốc, nhưng là, tại U Thánh Giới, tại đây quỷ tộc tụ tập địa phương, chuyện như vậy lại cũng không để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Rất rõ ràng, một cái bàn này già trẻ là đồng xuất nhất tộc. Tộc này tên là Tuyết Ảnh Quỷ Tộc, chính như danh tự, bóng của bọn hắn là Tuyết Trắng. Tuyết Ảnh Quỷ Tộc là một cái tiểu tộc, bọn hắn tộc địa ngay tại độ thành một vùng, thực lực của bọn hắn rất yếu, Bất quá truyền thuyết bọn hắn tại rất xa xưa thời đại cũng từng cường đại hơn, về phần là cường đại cỡ nào, hiện tại bọn hắn tuyết ảnh quỷ tộc cũng không biết, bởi vì thời đại quá xa xưa. Nói tới Phong Đô Thành, đang ngồi người trẻ tuổi cũng không khỏi hưng phấn, kích động, một cái khác người trẻ tuổi nói ra, ha ha, Phong Đô Thành thế nhưng là bảo địa nha. Liền tiên đế đều thường đi, lần này chúng ta nói không chừng muốn phát đại tài. Nói đến muốn đi phong đô thành một đám người trẻ tuổi so với ai khác cũng còn muốn hưng phấn, bất quá, lúc này ngồi cùng bàn một cái trưởng bối thì là dội bọn hắn nước lạnh. Người trưởng bối này thoạt nhìn niên kỷ đã rất lớn. Nhưng là một đôi mắt lại đặc biệt hữu thần, tự như trong đêm tối thần tinh, hắn lắc đầu, nói ra, đừng ông hy vọng quá lớn, chúng ta chỉ là đi thử một chút mà thôi, về phần cái gọi là bảo vật cũng đừng đi thêm suy nghĩ hàng năm tiếng vào phong đô thành người không có một trăm vạn cũng có mấy chục vạn đừng bảo là là đạt được trong truyền thuyết thần vật liền là phổ thông một chút bảo vật cũng ít có người đạt được chúng ta lần này đi cũng coi là để cho các ngươi được thêm kiến thức ha ha trí lão đừng dội chúng ta nước lạnh có được hay không lên tiếng trước nhất cái kia dáng dấp rất tráng trẻ tuổi mười phần lạc quan cười lấy nói ra trí lão nói không chừng ta được đến trong truyền thuyết sơn bảo từ nay về sau ta bành tráng biến hóa nhanh chóng, liền thành một vị tiên đế, cái này một thời đại liền là của ta thời đại. Chỉ bằng ngươi cái này hùng dạng cũng có thể trở thành tiên đế. Mà xem như trưởng bối trí lão không chút lưu tình đã kích hắn lạc quan. Nói ra, về phần sơn bảo. Ngươi cũng đừng nghĩ, truyền thuyết vật kia vạn cổ đến nay liền không có người gặp qua. Chớ nói chi là dạng như ngươi tiểu tử. Cái này gọi bành tráng thanh niên cười hắc hắc mặc dù là như thế, Yên Nguyên không thể đã kích hắn lạc quan cùng nhiệt tình, cùng với những cái khác người trẻ tuổi tiếp tục tâm tình phong đô thành sự tình. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ cũng không để ở trong lòng, tại U Cương thậm chí là cả U Thánh Giới, mỗi một ngày đều có người tiến vào phong đô thành, mỗi một ngày đều có người làm lấy giống như bành tráng người trẻ tuổi kia mộng tưởng. Đều khát vọng có một ngày có thể từ phong đô thành đạt được trong truyền thuyết Sơn Bảo. Tại bàn mấy vị thanh niên nói nói liền từ phong đô thành nói tới trước mấy ngày phát sinh sự tình, cũng chính là toàn bộ u thánh giới đột nhiên lâm vào bóng tối chuyện. Nghe nói, đó là ác ma xuất thế. Đám người tuổi trẻ này nói đến chuyện như vậy, nói đến không hợp thói thường vô cùng, như thế nào thuyết pháp đều có. Không phải ác ma xuất thế, nghe nói, là thiên mệnh chết rồi, từ khi bị hắc long vương xé rách thiên mệnh về sau, thương thiên liền hấp hối, lần trước trời tối liền là thương thiên chết đi thôi đi ngươi thổi cái gì da trâu nơi nào có cái gì thương thiên ta cảm thấy là ác ma xuất thế mới so sánh đúng một đám người trẻ tuổi tại bắt đầu cãi cọ ha ha các ngươi đều không nói đúng cái kia dáng dấp rất tráng gọi bành tráng thanh niên thần thần bí bí nói ra ha ha ta xem ra là đệ nhất hung phận có vô địch đồ vật đi ra trời tối thời điểm ta nhưng nhìn gặp được một cái to lớn vô cùng tay từ đệ nhất hung phận bên trong đưa ra ngoài Bành da trâu, ngươi lại tại khoác lát đi Cùng bàn thanh niên đều cười lắc đầu nói ra Lấy ở đâu cái gì cự thủ, chúng ta ngày đó đều cùng một chỗ Căn bản cũng không có nhìn thấy cái gì cự thủ Hơn nữa, đệ nhất hung phần mấy vạn năm tới đều chưa từng có mở ra Làm sao có thể có một cái hung thủ Là thật Bành tráng không khỏi gấp, bận biểu là nói ra Tại trời tối trong nháy mắt đó ta đích xác là thấy được một cái cự thủ từ đệ nhất hung phần đưa ra ngoài. Lý thất giả vừa nghe thấy lời ấy, lập tức không khỏi biến sắc, đây chính là hắn muốn hỏi thăm tin tức. Nếu như bành tráng nói là thật lời nói, như vậy, hắn phỏng đoán liền không có sai. Bành tráng, không nên nói bậy nói bạ. Lúc này, một cái thanh thúy êm tai lại dẫn ba phần uy nghiêm lời nói vang lên. Lúc này nói chuyện là cùng bàn một nữ tử, nữ tử này thoạt nhìn nếu là ba mươi, cả người tràn đầy thành thục phong vận tự như là một viên chín mùi cây đào mật tùy thời đều có thể hái được nữ tử này ba mươi quan cảnh tràn đầy nở nang thành thục phong vị nàng tuyết trắng mái tóc để cho nàng thoạt nhìn càng có ba phần uy nghiêm nàng dáng người cao đào bộ ngực sữa cao ngất eo nhỏ nhắn chính là dịu dàng một nắm mặt của nàng dễ dàng mỹ lệ làm rung động lòng người mặc dù không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là diễm như đạo lý nàng nghiêm túc thời điểm cho người ta một loại trang trọng mà quý tộc khí chất. Nữ tử trước mắt rất có ba phần thiếu phụ hàm súc thú vị, để cho người ta nhìn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, thành thục mà dụ nhân khí tức để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nữ tử này mới mở miệng, gọi Bành Tráng thanh niên lập tức im miệng, thè lưỡi, cười nói ra, "Tộc trưởng, ta chỉ là chỉ đùa một chút." Mà nữ tử cũng không có nói cái gì nữa, nàng nghiêm mặt thời điểm đích thật là có để cho người ta sợ hãi trang nghiêm mà ở tịch mấy vị thanh niên cũng lập tức nói sang chuyện khác, tâm tình những chuyện khác. Ở bên cạnh Lý Thất Dạ nghe được dạng này nói chuyện về sau, hắn biết là tìm đúng người, hiện tại hắn duy nhất phải xác định là, bành tráng theo như lời chính là không phải thực sự. Các vị đạo hữu, tiểu tử ở đây hữu lễ. Lý Thất Dạ đứng lên, tiến lên đối cái này một tịch người cúc thủ, cười khanh khách nói. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Thất Dạ khách khí, đang ngồi tuyết ảnh quỷ tộc người cũng là trả một cái lễ. Tuyết ảnh quỷ tộc cũng không phải cái gì đại tộc, bọn họ là cái tiểu tộc, cũng không có cái loại này đại tộc kiêu căng. Tiểu tử lý thất giả dạ đến từ Nam Diêu Vân, đến Đông U Cương tới chính là được thêm kiến thức, du lịch một phen. Truyền thuyết phong đô thành tràn đầy thần bí, tiểu tử trùng hợp nghe được các vị đạo hữu đàm luận phong đô thành, cho nên muốn hỏi một chút phong đô thành là thế nào đi. Lý thất giả dạ cười khanh khách nói khách khí mà hữu lễ, xem ra giống như là một cái nhu thuận mà có lễ phép thiếu niên. Vừa vặn, chúng ta cũng là đi phong đô thành. Bành tráng miệng thẳng tâm nhanh, bận biểu là nói ra, không bằng theo chúng ta cùng nhau đi thôi, mọi người nhiều một cái bạn, cũng náo nhiệt một chút. Bành tráng Ngồi ở một bên ít lời nữ tộc trưởng trầm giọng nói. Nhưng là, lý thất dạ lại tiền trảm hậu tấu, lập tức hướng nữ tộc trưởng không không thủ, cười tủng tỉm nói ra, tiểu tử liền mặt dạng mày dạy theo tộc trưởng một chuyến cùng đi. Tiểu tử mới tới Đông U Cương, chưa quen cuộc sống nơi đây, về sau mong rằng tộc trưởng nhiều hơn trong năm, tiểu tử cảm kích không hết. Cái này nữ tộc trưởng không khỏi nhíu mày một cái, lý thất dạ dạng này một cái người lai lịch không rõ tộc đột nhiên gia nhập đội ngũ của bọn hắn cái này khiến nàng cái này làm tộc trưởng không khỏi sẽ có nhạy cảm. Tiểu tử lý thất dạ, không biết chư vị đạo huynh như thế nào tôn xưng. Lý thất dạ dùng sức mà mặc lên gần như, mười phần nhiệt tình. Tuyết ảnh quỷ tộc bành tráng cũng là một cái miệng thẳng tâm nhanh người, Lý thất dạ có lễ phép, vừa nóng tình, không bao lâu công phu, liền cùng Lý thất dạ xưng huynh gọi đệ, hai người tự hồ quen biết thật lâu. Về phần cái khác người trẻ tuổi cũng đúng lý thất dạ không có bao nhiêu đề phòng, dù sao bọn hắn cũng là một cái tiểu tộc, nhiều giao một người bạn cũng không phải chuyện gì xấu. Trí lão mấy cái thế hệ trước thật không có nói cái gì chỉ có tộc trưởng là khá là cẩn thận, bất quá cũng không có biểu lộ ra cái gì đối lý thất giả bất mãn địa phương. Tại cùng bành tráng bọn hắn quen thuộc về sau, lý thất giả cũng biết trí lão mấy cái thế hệ trước danh tự, trong đó nữ tộc trưởng tên là Thu Dung Vãn Tuyết. Mặc dù nói tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là một cái tiểu tộc, nhưng là, chung quy là một cái tộc, Thu Dung Vãn Tuyết mới 30 quan cảnh tự làm lên tộc trưởng, cái này cũng đích thật là nói thực thực lực của nàng, nàng cũng coi là tuyết ảnh quỷ tộc bên trong cao thủ số một số hai. Cứ việc thu dung vãn tuyết là một nữ tử. Hơn nửa niên kỷ 30 liền thành tộc trưởng, nhưng nàng rất được trong tộc đệ tử kính yêu, liền thế hệ trước đều là 10 phần tán đồng nàng, đều cho rằng nàng tương lai có thể đăng lâm thánh hoàng. Lý thất giả không đến bao lâu liền cùng bành tráng bọn hắn đánh thành một đoàn, khi bọn hắn ăn xong sau lên đường tiến về phong đô thành, lý thất dạ cũng giống vậy mặt dạng mày dày đi theo cùng nhau đi bành tráng mấy người bọn hắn người trẻ tuổi cũng là mười phần ưa thích cùng lý thất dạ đi cùng một chỗ cũng là làm tộc trưởng thu dung vãn tuyết đối với lý thất dạ không khỏi có mấy phần cảnh giác nhưng là cuối cùng thu dung vãn tuyết cũng không có đem lý thất dạ đuổi đi vẫn đồng ý hắn đi theo đội ngũ cùng nhau đi phong đô thành đương đứng tại phong đô thành bên ngoài thời điểm bành tráng một đám người trẻ tuổi thật hưng phấn cũng không khỏi kích động hưng phấn vô cùng. Ha ha, phong đô thành, ta tới, sơn bảo là thuộc về ta đấy. Bành tráng đứng ở ngoài thành, không khỏi hưng phấn mà quát to một tiếng. Lý thất giả dạ phi cười, chỉ chỉ xa xôi hơn sừng sững đệ nhất hung phần, cười nói ra, truyền thuyết đệ nhất hung phần bên trong có càng nhiều bảo vật, thậm chí có trong truyền thuyết sinh trưởng bất tử thuật đây. Ha ha, chờ ta tìm được chìa khóa, nhất định sẽ đi vào bành tráng cũng không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra cái này chỉ sợ rất khó lý thất giả lắc đầu nói ra nghe nói thật lâu liền không có người mở ra đệ nhất hung phần mấy vạn năm đến đệ nhất hung phần căn bản cũng không có biến hóa qua ai nói không biến hóa qua bành tráng không phục nói ra lần trước đêm thời điểm ta liền thấy đệ nhất hung phần biến hóa tại đêm trong nháy mắt đó ta thấy được một cái cự thủ từ đệ nhất hung phần vương ra bành tráng lại khoác lác. Cái khác đồng bạn phì cười, lắc đầu nói ra, ngày đó tất cả mọi người cùng một chỗ. Thế nào chúng ta đều không có nhìn thấy. Chương 423, Đồng Hành Bành tráng vừa nghe đến đồng bạn lời như vậy, lập tức không khỏi vì đó sốt ruột, lập tức lời thề son sắc nói ra, ta đích xác là thấy được, thiên chân vạn sát ta lừa các ngươi làm gì đích thật là có một cái cự thủ từ trong mộ vương ra thật vậy chăng lý thất dạ trong nội tâm vui vẻ hắn chính là vì tin tức này mà đến hắn một bộ vẻ hiếu kỳ nói ra bàn tay khổng lồ kia là thế nào dọa người à giống quỷ thủ hay là như cái gì không phải quỷ thủ bành tráng lắc đầu nói ra ta cảm thấy tay kia rất kỳ quái hơn nửa đêm biến mất thời điểm ta cảm thấy ta cũng nhìn thấy cái tay kia rút vào đệ nhất hung phần. Đột nhiên duỗi ra một cái cự thủ. Lý thất dạ giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo, đang nghe truyền kỳ cố sự, nói ra, như thế một cái cự thủ vương ra, sẽ không bắt đi thứ gì đi, người thấy hắn bắt được thứ gì hay không. Cái này. Bành tráng không khỏi nghĩ nghĩ, nói ra, dạng như ngươi vừa nói, ta cũng cảm thấy cái này giống như bắt có cái gì. Bành tráng, không nên ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lúc này ở một bên thu dung vãn tuyết trầm giọng nói ra, chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó, chờ trong chốc lát chúng ta tiến phong đô thành. Bành tráng lập tức hắc hắc cười một tiếng, cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, lập tức kiểm tra chính mình đồ vật, chuẩn bị tiến vào phong đô thành đồ vật. Lý thất dạ trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rất rõ ràng, thu dung vãn tuyết đối với hắn ông lấy cảnh giác. Vừa lúc đó, Lý thất dạ lập tức cảm nhận được một đôi mắt nhìn mình chầm chầm, Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thu Dung Vãn Tuyết, nàng một đôi thu thủy dịu dàng tú mục chính là theo dõi hắn. Lý Thất Dạ lộ ra Tiểu Dung, đối Thu Dung Vãn Tuyết cúc thủ, cười khanh khách nói ra, tiểu tử là lần đầu tiên tới phong đô thành. Chỗ nào không hiểu còn hy vọng tộc trưởng có thể chỉ điểm một hai. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát. Cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi cẩn thận một chút cũng được, đừng gây chuyện thị phi. Lời này nghe tự hồ là một câu hai ý nghĩa, cái này giống như là căn dặn lý thất dạ, lại tự hồ là ám chỉ lý thất Dạ. Mà lý thất dạ một bộ chỉ nghe hiểu mặt chữ bên trên ý tứ, mười phần khách khí hữu lễ nói với thu dung vãn tuyết, vậy đa tạ tộc trưởng. Hiện tại hắn có thể khẳng định, mê thất thần đảo 89 phần 10 cùng đệ nhất hung phần có quan hệ. Nhưng đáng tiếc, hắn tạm thời không có biện pháp cùng bành tráng một chỗ cẩn thận hỏi rõ ràng ngày đó chuyện xảy ra. Bất quá, hiện tại có thể khẳng định mê thất thần đảo cùng đệ nhất hung phần có quan hệ, lý thất dạ cũng không sốt ruột, hắn hiện tại cần phải làm là tìm được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa. Đương Thu Dung vạn tuyết mang theo sáu cái đệ tử trẻ tuổi đều chuẩn bị xong về sau, trí lão mở miệng nói ra, tộc trưởng chúng ta ở đây lưu lại tiếp ứng các ngươi, nếu có sự tình lập tức phát tín hiệu, chúng ta lập tức đi vào tiếp các ngươi trí lão cũng cẩn thận là hơn thu dung vãn tuyết gật đầu trầm giọng nói phong đô thành mặc dù vẫn luôn để cho người ta hướng tới đối với vô số người mà nói phong đô quỷ thành tràn đầy dụ hoặc nhưng là phong đô thành cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể đi vào đương nhiên trung niên nhân cùng người già cũng có thể đi vào chỉ cần là không sợ chết phong đô thành có tà khí cụ thể là thế nào tà khí ai cũng nói không rõ ràng Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tự như vừa mới bay lên Thái Dương, cả người tinh lực là tràn ngập gặp đột nhiên tinh thần phấn chấn, nó có thể xua tan phong đô thành tà khí. Mà trung niên nhân hoặc là người già thì không được, trung niên nhân huyết khí lại tráng, đó cũng là doanh cực mà khuy, về phần người già thì càng thêm không cần nói, thọ nguyên suy yếu. Chính là bởi vì như thế, trung niên nhân cùng người già tinh lực lại nhận phong đô thành tà khí ăn mòn, để huyết khí gia tốc già yếu. Nói thí dụ như, một người trung niên tu sĩ, lấy đạo hành mà nói, có khả năng sống đến 6, 7 ngàn tuổi, nhưng là, một khi là tiến vào phong đô thành, huyết khí nhận phong đô thành tà khí chính là ăn mòn, như vậy, hắn già tóc già yếu, có khả năng chỉ có thể sống đến 3, 4 ngàn tuổi, hơn nữa, tại phong đô thành càng ở lâu, già yếu tốc độ lại càng nhanh. Chính là bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay phong đô thành thành thế hệ trẻ tuổi nhạc viên, tại U Thánh Giới đã từng lưu hành lấy một câu nói như vậy, thừa dịp lúc tuổi còn trẻ đi một chuyến phong đô thành, mới không uổng công cuộc đời này, nếu không, chờ sau này già rồi cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận nhân vật mạnh cỡ nào chỉ cần không còn trẻ nữa về sau, liền không lại nguyện ý bước vào phong đô thành, trừ phi là thân bất do kỹ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thu Dung Vãn Tuyết lúc này nhìn Lý Thất Dạ một cái, trầm giọng nói trên thực tế làm tộc trưởng trong lòng cũng không thế nào hoan nghênh lý thất dạ dạng này một ngoại nhân đối với nàng mà nói giống như lý thất dạ dạng này một cái người lai lịch không rõ tộc xen lẫn trong trong bọn họ này sẽ cho bọn hắn mang đến phong hiểm nhưng là lý thất dạ lại mặc dạng mày dày theo tới thu dung vãn tuyết cũng không tiện mở miệng khu trục hắn trừ phi lý thất dạ có rõ ràng bất lợi với bọn hắn khuynh hướng lý thất dạ lộ ra răng trắng như tuyết cười khanh khách nói ra tộc trưởng yên tâm ta à, đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Đi thôi, chúng ta vào thành. Thu Dung vãn tuyết thật sâu hít thở một cái, nói xong ở phía trước dẫn đường. Tuyết ảnh quỷ tộc sáu cái người trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó hưng phấn, bọn họ đều là lần đầu tiên tới phong đô thành có thế không hưng phấn sao. Miệng thẳng tâm nhanh bành tráng càng là hưng phấn hét lớn, phong đô thành, chúng ta tới rồi bành tráng bọn hắn sáu người chính là tuyết ảnh quỷ tộc có tiềm lực nhất tuổi trẻ đệ tử thu dung vãn tuyết lần này dẫn bọn hắn đến ngoại trừ có mục đích khác bên ngoài cũng là dẫn bọn hắn học hỏi kinh nghiệm để bọn hắn được thêm kiến thức bước vào phong đô thành không có đi bao xa thu dung vãn tuyết liền mang theo bọn hắn tiến nhập một cái rất lớn thành trấn một bước vào cái này thành trấn bất kỳ người nào đều cảm nhận được một cổ không khí náo nhiệt đập vào mặt tòa thành này trấn rất lớn Đường đi tệ rộng sáng tỏ, tại trên đường phố người đến người đi, có tu sĩ phi hành ở trên trời, cũng có tu sĩ cưỡi dị thú tại chạy nhanh, càng là có bách tính tiểu thương tại gào to, chào hàng đồ vật. Phong đô thạch, có thể hỏi quỷ đường, chỉ có một khối, mau tới mua. Có tiểu thương tại trên đường phố thét. Tạm khê thủy, có thể dưỡng khí, có thể luyện đan, ba đùi cá một bình, mau tới mua, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua phong đô quỷ khí quỷ tộc không có chỗ thứ hai bán bán chỉ cần ba ngàn đuôi cá bản thành chỉ có một cái màu tới mua trong thành phi thường náo nhiệt có vô số tiểu thương tại hét lớn cũng không ít người chính là người đến người đi đương đứng ở nơi này a à một cái thành trấn bên trong thời điểm người không biết chuyện còn tưởng rằng chính mình là chỗ thân vu mổ một cái cổ thành bên trong lại có ai sẽ nghĩ tới nơi này là quỷ thành đây bành tráng sáu cái người trẻ tuổi một bước vào tòa thành này trấn thời điểm, lập tức bị nơi này náo nhiệt hấp dẫn, bọn hắn giống như là lưu mổ mổ mới vào đại quan viên, hết nhìn đông tới nhìn tây đối hết thảy tràn ngập tò mò. Nơi này thật là quỷ thành sao? Có người tuổi trẻ cũng không khỏi hoài nghi, trước mắt thành trấn để cho người ta thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là quỷ thành nha. Nói đến quỷ thành, tất cả mọi người sẽ cho rằng là quỷ khí u ám mới đúng. Nhưng là, nơi này căn bản cũng không có quỷ khí ngược lại càng giống phàm lạ ở giữa đại thành trấn khắp nơi tràn đầy náo nhiệt khắp nơi đều tràn đầy nhân khí lý thất giả đứng ở nơi này thành trấn bên trong trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một cái phong đô thành hắn lại tới nữa đây là một cái tràn đầy mê địa phương đây là một cái quỷ mới có thế chỗ ở chính xác nói là chấp niệm nơi tụ tập thực sự không phải là chân chính quỷ mở ra các ngươi thiên nhãn các ngươi liền biết là người hay là quỷ, không, phải nói là chấp niệm. Thu Dung vãn tuyết nói ra. Nghe được tộc trưởng lời như vậy, sáu cái người trẻ tuổi đều nhao nhao mở ra chính mình thiên nhãn. Khi bọn hắn mở thiên nhãn thời điểm, vừa nhìn cái này thành trấn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc. Nếu như là một cái phi thường náo nhiệt đại thành trấn, như vậy nơi này nhất định là huyết khí như biển, cùng cùng vô tận, vô cùng vô tận tinh lực có thể uẩn dưỡng lấy phiến thiên địa này nhưng là, đương người mở thiên nhãn thời điểm liền sẽ nhìn đến đây lại là một mảnh âm khí, trước mắt người ta lui tới, căn bản cũng không có huyết khí, thậm chí đầu đường tiểu thương thoạt nhìn cái kia bất quá là hư ảnh mà thôi. Như thế một cái to lớn thành trì, lại là huyết khí gần không? Này làm sao không khiến người ta sợn hết cả gai ốc đây, nơi này đơn giản giống như là một tòa thành chết nha. Thế nào có người thoạt nhìn giống như thực sự người? Có đệ tử cũng không khỏi giật mình, tại trên đường phố hành tẩu người có người thoạt nhìn giống như hư ảnh cũng có người thoạt nhìn mười phần chân thật nếu không phải trên người hắn không huyết khí căn bản là nhìn không ra là quỷ tại phong đô thành cũng có mạnh có yếu mạnh chấp niệm thoạt nhìn cùng phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có cái gì khác nhau ngoại trừ không có huyết khí bên ngoài yếu chấp niệm tại thiên nhãn phía dưới liền có thể xem thấu đây chẳng qua là một cái hư ảnh mà thôi Thu Dung vãn tuyết cố ý để bành tráng bọn hắn được thêm kiến thức, kiên nhẫn giải thích. Nhìn, đám kia quỷ lại có huyết khí. Bành tráng đột nhiên chỉ xa xa chạm mặt tới một đám người trẻ tuổi, không khỏi nói ra. Thu Dung vãn tuyết vội vàng là trầm giọng nói ra, không được vô lễ, bọn hắn cùng ngươi, đều là từ bên ngoài tiến đến tu sĩ. Nghe được lời như vậy, bành tráng không khỏi lúng túng cười khang một tiếng, bận biệu là thu ngón tay về, không dám làm càng trên thực tế phong đô thành mỗi một ngày đều có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tiến đến có người là đến xem náo nhiệt cũng có người là vì phong đô thành trong truyền thuyết bảo vật mà đến cũng có người là vì phong đô thành trong truyền thuyết đệ nhất hung phần thì chìa mà tới bán thạch phù cổ xưa đại tộc cổ phù mau tới mua thu dung vãn tuyết mang theo mọi người xuyên qua một lối đi không ít tiểu thương tại hét lớn lúc này bành tráng nhìn trúng một cái tiểu thương trong tay thạch phù nhìn không được áp sát tới hỏi, các ngươi thạch phù muốn bao nhiêu tiền? Tiện nghi, tiện nghi, sáu đuôi cá mà thôi. Tiểu thương gặp một lần có sinh ý tới cửa, lập tức cười hì hì mười phần nhiệt tình nói ra. Sáu đuôi cá, cái gì là sáu đuôi cá? Một cái khác đệ tử trẻ tuổi nghe được dạng này giá cả, không khỏi hết sức tò mò, bận biệu là hỏi nói. Sáu đuôi cá chỉ liền là dạ dương ngư, tại phong đô thành ở trong, thông dụng tiền không phải tinh bích, mà là Dạ Dương Ngư. Thu Dung Vãn Tuyết đối Bành Tráng lắc đầu, sau đó giải thích nói ra. Nghe được lời như vậy, Bành Tráng đành phải từ bỏ, hắn căn bản cũng không có cái gì Dạ Dương Ngư. Chương 424: Phong Đô Quỷ Thành. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Không có Dạ Dương Ngư, chúng ta nơi này cái gì cũng mua không được nha một cái khác đệ tử không khỏi nói ra đi dạ hải chỉ có dạ hải mới có thể đánh đến dạ dương ngư chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này thu dung vãn tuyết nói ra ha ha vậy chúng ta nhanh lên bành tráng nghe được lời như vậy không khỏi vì đó hưng phấn vô cùng hận không thể hiện tại liền bay đến dạ hải mà thu dung vãn tuyết cũng không phải lần đầu tiên tới nàng cũng không phải là vội vã lập tức liền tiến đến dạ hải nàng là cố ý để bành tráng bọn hắn mở mang tầm mắt, nhiều hơn mở mang hiểu biết. Đi qua một cái nhai khẩu thời điểm, bành tráng bọn hắn thấy được một thanh niên ở nơi đó bày quầy bán hàng đang bán đồ vật, hắn lại là dùng tinh bích tới làm giao dịch, cái này khiến bành tráng liền không khỏi hiếu kỳ, lập tức ghé đầu tới hỏi, các ngươi phong đô thành không phải dùng dạ dương ngư làm giao dịch đấy sao, thế nào ngươi vậy mà dùng tinh bích, ngươi có cái gì bán, để cho ta nhìn xem nói xong hưng phấn mà liếc về phía hắn bày ra hàng hóa. Mà bành tráng quá mức nhiệt tình lại đưa tới người thanh niên này hung hăng ánh mắt. Hắn trừng bành tráng một cái, tức giận đuổi người, nói ra, lão tử cũng không phải quỷ, ta là người, sai, ta là quỷ tộc. Người thanh niên này kịch liệt như thế phản ứng, đem bành tráng sợ hãi kêu lên một cái, hắn bận biểu mở thiên nhãn vừa nhìn, mới phát hiện đối phương không phải một cái quỷ, cái này sợ tới mức bành tráng xấu hổ vô cùng, lập tức nói xin lỗi nói ra a a a thực xin lỗi thực xin lỗi ta còn tưởng rằng ngươi là quỷ không 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 là chấp niệm là chấp niệm nói xong hắn là xám xịt chạy thấy như vậy một màn đi theo trong đội ngũ một mực không lên tiếng lý thất dạ cũng không khỏi mỉm cười bành tráng đám tiểu tử này căn bản chính là đối phong đô thành hiểu rất ít trên thực tế cũng không trách bành tráng bọn hắn tuyết ảnh quỷ tộc vốn không liền là một cái tiểu tộc tại tuyết ảnh quỷ tộc mà nói bình thường đệ tử căn bản cũng không có cơ hội tới phong đô thành chỗ như vậy cho nên bọn hắn đối phong đô thành không biết cũng là bình thường tại phong đô thành có không ít bên ngoài người tới lưu lại buôn bán ở chỗ này không chỉ là chỉ có quỷ còn có rất nhiều trẻ tuổi tu sĩ về sau nhìn người dùng thêm thiên nhãn thu dung vãn tuyết nhắc nhở bành tráng bọn hắn nói ra nguyên lai like là dạng này nha, bọn hắn cùng quỷ ở cùng một chỗ cũng không sợ. Tại sáu cái đệ tử trẻ tuổi bên trong một vị nữ đệ tử không khỏi có chút sợn hết cả gai ốc nói ra. Suy nghĩ một chút toàn bộ phong đô thành cư dân đều là không có mạng sống chấp niệm, ở tại nơi này dạng một chỗ, liền cùng chỗ ở chân chính quỷ thành không hề khác gì nhau, toàn bộ cổ thành đều là quỷ. Suy nghĩ một chút đều để người sợn hết cả gai ốc. Tại phong đô thành, chỉ cần ngươi không đi chọc bọn hắn, phong đô thành quỷ cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Tốt nhất không nên đi chọc bọn hắn. Tại phong đô thành cùng quỷ là địch là không có kết cục tốt. Thu Dung vãn tuyết đối bọn hắn mấy cái nhắc nhở nói ra. Trên thực tế, Thu Dung vãn tuyết nói đúng không sai, mà đến phong đô thành người hoặc là xem náo nhiệt mà đến, hoặc là cầu tài mà đến. Bọn hắn căn bản cũng không có cần phải cùng quỷ là địch, càng nhiều thời điểm, bọn hắn cần cùng phong đô thành quỷ làm giao dịch cho nên tới phong đô thành người đều không nguyện ý cùng quỷ là địch hoặc là cùng quỷ làm xung đột tại phong đô thành nếu là cùng quỷ là địch chỉ sợ là rất khó sống rời đi phong đô thành thu dung vãn tuyết mang theo bành tráng bọn hắn sáu người cùng lý thất dạ vừa đi vừa nhìn cuối cùng bỏ ra ước chừng hai ngày thời gian mới đã tới mục đích của bọn họ già hải tiến vào phong đô thành muốn có thu hoạch như vậy trạm thứ nhất phải là già hải bởi vì phong đô thành thông dụng tiền không phải ngoại giới tinh bích, mà là dạ dương ngư, mà dạ dương ngư chỉ có dạ hải mới có. Dạ hải cùng nó nói biển không bằng nói là hồ, trên thực tế, nó là một cái rất lớn hồ, đương đứng tại dạ hải phía trước, rất nhiều người đều sẽ sợn hết cả gai ốc. Trước mắt nước biển lại là màu đen. coi người đứng tại dạ hải bên cạnh thời điểm trông về phía xa toàn bộ dạ hải, liền sẽ khiến người cảm giác âm khí âm u, toàn bộ dạ hải giống như là một cái to lớn ác quỷ mở ra bồn máu miệng rộng, tùy thời đều có thể đem người thôn phệ. Dạ hải, ta tới, sông lên đi. Vừa nhìn thấy dạ hải, bành tráng bọn hắn sáu cái đệ tử trẻ tuổi không chỉ là không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn vô cùng, đặc biệt là bành tráng, hận không thể hiện tại liền nhảy vào trên biển đi kiếm dạ dương ngư. Đừng làm ẩu. Thu Dung vãn tuyết quát lên dừng bành tráng bọn hắn sáu cái, trầm giọng nói ra, một khi bước vào dạ hải liền rốt cuộc ra không được chết không tán tăng địa phương nghe được tộc trưởng lời như vậy bành tráng mấy người bọn hắn đều bị giật mình lập tức ngưng lại bước chân không khỏi sợ hết cả gai ốc một cái đệ tử không khỏi nói ra thật vậy chăng dạ hải là một cái hung hiểm vô cùng địa phương bất kỳ người nào bước vào trên biển đều sẽ chết không tán tăng cũng không thể ra ngoài được nữa coi như là đại hiền cũng giống vậy Thu Dung vãn tuyết nghiêm mặt cảnh cáo bành tráng mấy người bọn hắn. Vậy chúng ta thế nào đi đánh dạ dương ngư? Bành tráng không khỏi hỏi. Tìm thuyền đò, chỉ có thuyền đò mới có thể tiến nhập dạ hải. Thu Dung vãn tuyết nói ra, không có thuyền đò tiến vào dạ hải chính là tự tìm đường chết. Nơi đó, một cái đệ tử mắt sắc, lập tức nhìn thấy bờ biển ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, nhưng là, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp có 10 cái thanh niên dựng lấy chiếc này thuyền nhỏ tiến nhập mênh mông và hải. Thu Dung vãn tuyết mang theo mấy người bọn hắn tìm kiếm thuyền đò, nhưng là, liên tiếp tìm được mấy chiếc thuyền đò, đều bị người đoạt trước, đều bị người thuê đi. Mỗi một chiếc thuyền đò đều có một cái đưa đò sứ trưởng giá. Bất quá cái này khiến bành tráng bọn hắn rất kỳ quái, đưa đò sứ cùng phong đô thành cái khác quỷ thoạt nhìn không giống nhau, đưa đò sứ đều là có thân thể người, trên người thậm chí tản ra yếu ớt tinh lực. Đưa đò sứ là người hay là quỷ? Đương nhìn đưa đò sứ thời điểm, bành tráng bọn hắn cũng không khỏi có chút sợn hết cả gai ốc, từng cái đưa đò sứ đều thoạt nhìn mặt cổ xưa, có điểm giống là từ trong mộ bò ra tới cổ thi, đặc biệt là đôi mắt kia, tràn đầy quỷ khí, để cho người ta nhìn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc. Không có ai biết, đưa đò sứ vẫn luôn ở chỗ này bày thuyền. Hơn nữa, thuyền đò cũng chỉ có đưa đò sứ mới có thể điều khiển thu dung vãn tuyết lắc đầu nói đưa đò sứ cùng phong đô thành quỷ giống nhau sao đều là không thể rời đi phong đô thành có một cái đệ tử nhìn đưa đò sứ trên người lại có yếu ớt tinh lực nhìn không được hỏi cái này không nhất định vẫn luôn giống như bé ngoan không nói lời nào lý thất dạ cười lắc đầu nói ra cũng có truyền thuyết từng có đưa đò sứ rời đi hơn nữa thành tựu vô địch rời đi phong đô thành người đệ tử này nghe được lời như vậy không khỏi vì đó ngẩn ngơ nói ra thật hay giả thu dung vãn tuyết nhìn lý thất dạ một cái nói ra đây chỉ là một truyền thuyết người này sử là minh độ trạch tổ sư nhưng đây chỉ là giới hạn trong truyền thuyết truyền thuyết này ta nghe nói qua bành tráng vỗ đùi hưng phấn mà nói ra nói là minh độ tiên đế có truyền thuyết cho rằng minh độ tiên đế là tới từ ở phong đô thành rất có thể là một cái đưa đò sứ chính là minh độ tiên đế. Thu Dung Vãn Tuyết nói ra, nhưng, đây chỉ là truyền thuyết, minh độ trạch chưa bao giờ thừa nhận dạng này thuyết pháp. Hơn nữa, dạ hải đưa đò sứ không cách nào rời đi nơi này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có đưa đò sứ rời đi dạ hải. Minh độ tiên đế Chính là tại thiên lý tiên đế phía trước một vị tiên đế, liên quan tới minh độ tiên đế lai lịch có rất nhiều truyền thuyết, bị người truyền đi càng rộng chính là có hai cái, một cái cho rằng minh độ tiên đế chính là minh hà bên trên một cái bầy thuyền quỷ sai mà đổi thành một cái truyền thuyết lại cho rằng minh độ tiên đế là tới từ ở phong đô thành già dạ hải truyền thuyết này cho rằng minh độ tiên đế chính là già dạ hải bên trên một cái đưa đò sứ về sau đã từng lấy được một cái khó lường kỳ ngộ vậy mà từ người chết biến thành người sống từ nay về sau thoát khỏi già dạ hải rời đi phong đô thành cuối cùng đã trở thành vô địch tiên đế bất kể là minh độ tiên đế đến từ minh hà truyền thuyết hay là đến từ giả hải truyền thuyết cái này cũng chỉ là truyền thuyết không có được bất kỳ khảo chứng hơn nữa làm minh độ tiên đế truyền thừa minh độ trạch càng có hay không hơn nhận loại thuyết pháp này hậu thế người nhiều hơn cho rằng minh độ tiên đế chính là xuất thân từ quỷ tộc điểm này cũng thật là lấy được minh độ tiên đế thời đại kia rất nhiều người thừa nhận thu dung vãn tuyết mang theo lý thất giả bọn hắn liền tìm mấy chiếc thuyền đò đều bị người đoạt trước Thu Dung vãn tuyết trầm ngâm một chút, nhìn Lý thất dạ một cái, sau đó nói ra, Lý đạo hữu, người giúp ta nhìn một chút bọn hắn, ta đi tìm một chút thuyền đò. So sánh với bành tráng mấy người bọn hắn huyết khí phương cương làm việc lỗ mãn tuổi trẻ đệ tử đến, mà thoạt nhìn giống như bé ngoan Lý thất dạ ngược lại càng khiến người ta tín nhiệm, hắn cho người ta một loại ổn định cảm giác, cho nên, Thu Dung vãn tuyết mới có thể lâm thời nâng ở Lý thất dạ. Lý thất dạ cười khanh khách nói ra, tộc trưởng yên tâm, mọi người ngay ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đây đối với hắn mà nói nhưng là một cái cơ hội. Hắn vừa vặn hỏi một chút bành tráng có quan hệ với đệ nhất hung phần sự tình. Thu Dung vãn tuyết nhìn Lý Thất Dạ một cái, cuối cùng phân phó bành tráng mấy người bọn hắn, sau đó liền vội vàng đi tìm thuyền đò. Đương Thu Dung vãn tuyết sau khi rời khỏi, Lý Thất Dạ hỏi bành tráng nói ra, bành huynh đệ, ngươi nói đêm lúc kia một cái kia cự thủ là thế nào? Lý Huynh đối với chuyện này là hết sức cảm thấy hứng thú nha. Một cái khác đệ tử bận biểu là vừa cười vừa nói. Bọn hắn đối lý thất dạ không có cái gì ác cảm, tương phản, bọn hắn đối lý thất dạ là có không nhỏ hảo cảm. Ngày đó đột nhiên trời tối xuống, đem ta dọa sợ, cho nên bây giờ nghe Bành Huynh nói có cự thủ sự tình, cho nên không khỏi là hứng thú mười phần. Lý thất dạ nhàn định tự tại, vừa cười vừa nói. Nói đến đây sự tình, ta cũng bị dọa sợ, nghe nói lúc ấy tộc trưởng cùng chư lão đều lập tức đi tổ địa, sợ phát đại sự. Nâng lên việc này, năm người ngát đệ tử cũng không khỏi tới hứng thú, mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Trời tối trong nháy mắt đó, ta đích xác là thấy được một cái cự thủ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tuyệt đối không phải mắt của ta hoa. Bành tráng lời thề son sắc nói. Trên thực tế, rất ít người tin tưởng bành tráng, bởi vì chỉ có bành tráng thấy được bàn tay khổng lồ kia, dưới thực tế lúc ấy cũng vừa lúc bành tráng là nhìn về phía đệ nhất hung phần nơi này. Vậy là như thế nào một cái cự thủ? Lý thất giả hết sức cảm thấy hứng thú nói. Cái này, cái này nên nói như thế nào đây, đó là một cái rất rất lớn tay, tự hồ nó tự thành thiên địa, cái tay kia giống như là một cái tinh không, hoặc là nói là một thế giới, có tinh thần, có nhật nguyệt, đột nhiên xuất hiện thời điểm, tự như là cái này cự thủ muốn đổi chúng ta bầu trời. Bành tráng cẩn thận nghĩ đến ngày đó sự tình. Chương 425, Thuyền Đò Lý thất giả nghe được bành tráng thăm dạng, trong lòng hắn nắm chắc, đây quả nhiên cùng hắn suy đoán chính là giống như đúc, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể yên lòng, chỉ cần hắn mở ra đệ nhất hung phần, hắn nhất định có thể tìm về mê thất thần đảo ha ha lý huynh ngươi đừng nghe bành tráng khoác lác lúc kia khi trời tối không có cái gì chớ nói chi là cái gì tinh thần nhật nguyệt tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời là một mảnh đen như mực nghe trí lão bọn hắn nói bọn hắn mở ra thiên nhãn đều nhìn không thấu bầu trời đây nơi nào đến ngôi sao gì một cái đệ tử lắc đầu cười nói nói ta nói thế nhưng là thực sự bành tráng cũng không khỏi gấp lớn tiếng nói ra. Lý Thất Dạ cười nói ra, "Ta tin tưởng Bành Tráng nói, đại thiên thế giới nha, không thiếu cái lạ, mỗi một ngày đều sẽ phát sinh chuyện kỳ quái, hắn nhìn thấy chuyện kỳ quái cũng không có gì lạ." "Đúng không, Lý huynh đều tin tưởng ta, ở đâu giống như các ngươi bọn này tiểu thí hài tử." Bành Tráng không cưỡng nổi đắc ý nói. Cái khác năm cái đệ tử phì cười, trong đó nữ đệ tử hé miệng cười khẽ, nói ra người ta lý huynh chỉ bất quá không nguyện ý để ngươi khó chịu nổi mà thôi ngươi còn tưởng là thật nha mấy người bọn hắn đồng xuất nhất tộc hơn nữa từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt nói đùa cái gì cũng không đáng kể mấy người các ngươi là có chủ tâm đối địch với ta rồi bành tráng trừng một cái ngưu nhãn nói ra có phải hay không ngứa da nghĩ tới ta đánh đánh các ngươi thôi đi ngươi một lấy khiêu chiến chúng ta năm cái ngươi có thể làm sao? Một cái khác đệ tử phi cười, khinh thường nói. Bành tráng một bộ hung ác bộ dáng, cười nói ra, lấy một chọi năm có gì đặc biệt hơn người, hôm nay liền để các ngươi nếm thử bản đại gia lợi hại. Nhìn lấy bọn hắn sáu người cãi nhau, lý thất dạ không khỏi cười một tiếng, có mấy cái tiểu đồng bọn từ nhỏ cùng nhau lớn lên đây cũng là một kiện mười phần chuyện vui sướng. Nha, đây không phải tuyết ảnh tộc một đám nhà quê sao? các ngươi cũng dám chạy tới nơi này. Ở thời điểm này, một cái mỉa mai thanh âm vang lên. Chỉ gặp 10 cái thanh niên đi về phía bên này, cái này 10 cái thanh niên nữ có nam có, cái này 10 cái thanh niên trên người đều tràn ra một luồng hơi lạnh, hơn nữa bọn hắn từng cái trên đỉnh đầu đều tụ tập một đóa mây đen. Hừ, nguyên lai là hát vân quỷ tộc một đám tiểu tử. Chẳng lẽ già hải là của các ngươi địa phương không thành? Vừa nhìn thấy bọn này thanh niên, bành tráng bọn hắn sáu người cũng không có cái gì sắc mặt tốt, Song Phương lập tức có một cổ kiếm bạc nổ trương bầu không khí. Bọn này thanh niên xuất thân từ Hắc Vân quỷ tộc, tộc này cùng Tuyết Ảnh quỷ tộc liền nhau, hơn nữa Song Phương quan hệ không phải rất tốt, hơn nữa Hắc Vân quỷ tộc so Tuyết Ảnh quỷ tộc là lớn mạnh một chút, mấy lần xung đột Tuyết Ảnh quỷ tộc đều ăn thiệt thòi nhỏ, cái này khiến Tuyết Ảnh quỷ tộc đệ tử trong nội tâm nhẫn nhịn một bùng nổ khí bọn này thanh niên bên trong cầm đầu thanh niên chính là tuyết ảnh quỷ tộc thiếu chủ. Hắn mang theo tuyết ảnh quỷ tộc đệ tử đi lên phía trước, hắn khinh thường nhìn bành tráng mấy người bọn hắn thế mắt, ngạo nghễ nói ra, và hãy không phải chúng ta hát vân quỷ tộc địa phương, nhưng là, chỉ bằng mấy người các ngươi công phu mèo quào cũng dám tới phong đô thành, hắc, nghe ta một câu hảo tâm khuyên, ngoan ngoãn về hang ổ của các ngươi đi, nếu không chết ở phong đô thành, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn liên quan gì đến ngươi nha. Bành Tráng cười lạnh nói ra, chúng ta yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Hắc, các ngươi vẫn là cẩn thận chính mình an biết a. À. Bọn này thanh niên cười ha hả. khiêu khích tư thế mười phần, trong đó Hắc vân thiếu chủ nhìn nhìn Bành Tráng bọn hắn sáu người, lại nhìn một chút lý thất dạ, cười lắc đầu, nói ra, Bành Tráng, chúng ta người đông thế mạnh, ở chỗ này cùng các ngươi đồng thủ, truyền đi người khác sẽ cười chúng ta lấy nhiều khi ít. 16-17 người không dậy nổi nha. Bành tráng tức giận nói ra, chúng ta 7 người có thể chọn các ngươi, chúng ta lấy một trận chiến ba, không phải cái vấn đề. 7 người. Hắc vân quỷ tộc một cái đệ tử nhìn thoáng qua lý thất dạ, phi cười, chỉ vào lý thất dạ nói ra, lại thêm cái nhân tộc tiểu tử này. Hắc. Bành tráng, các ngươi tuyết ảnh quỷ tộc là càng ngày càng không có đã có tiền đồ đi, mà sát cùng nhỏ yếu nhân tộc xen lẫn trong cùng nhau, đây là bị mất chúng ta quỷ tộc mặt mũi. Nhân tộc lại như thế nào? Tuyết ảnh tộc một cái đệ tử tức giận nói ra, làm quỷ tộc ngươi thì ngon nha, ngươi cảm thấy ghê gớm liền đi khiêu chiến Nam Diêu Vân Thiên Lý Hà hoặc là Ngu Sơn Lão Tiên Quốc. Ha ha, thế nào, không phục nha. Hắc Vân Thiếu Chủ cười lạnh nói ra, nói không có hai câu vậy mà cũng che chở khởi một cái nhân tộc tiểu tử đến, chẳng lẽ không thành, các ngươi tuyết ảnh tộc tại chúng ta u cương lăn lộn ngoài đời không nổi, dự định đi diêu vân đầu nhập vào nhân tộc. Đối với Hắc Vân thiếu chủ bọn hắn khiêu khích, Lý Thất già dạ chỉ là nở nụ cười, liền mí mắt đều chẳng muốn vẫy một chút. cấp bậc như vậy tiểu bối, hắn đều chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Phi, tiểu Hắc quỷ, có bản lĩnh đi ra cùng ta đơn đấu. Bành Tráng cũng là một cái nhanh mộng nhanh miệng người, Hắc Vân quỷ tộc cùng Tuyết Ảnh quỷ tộc vốn chính là thế địch, hiện tại Hắc Vân thiếu chủ như thế khiêu khích, Bành Tráng lập tức trong nội tâm giận dữ nhảy ra muốn cùng hát vân thiếu chủ quyết chiến ha ha bành tráng chẳng lẽ ta sợ ngươi không thành đánh thì đánh trong vòng ba chiêu đem ngươi đánh ngã hát vân thiếu chủ cũng khí thế khinh người đứng dậy cười lạnh nói ra nơi này không phải giải quyết hai tộc ân oán địa phương vừa lúc đó một cái thanh lãnh thanh âm dễ nghe vang lên lúc này thu dung vãn tuyết đã trở về nhìn thấy thu dung vãn tuyết hát vân thiếu chủ không khỏi sắc mặt đại biến mặc dù thu dung vãn tuyết là thế hệ trẻ tuổi nhưng là nàng lại là tuyết ảnh quỷ tộc tộc trưởng thực lực của nàng cùng bọn họ hát vân quỷ tộc tộc lão tương đương nếu như các ngươi hát vân quỷ tộc muốn quyết thắng thua ta tuyết ảnh tộc luôn sẵn sàng tiếp đón thu dung vãn tuyết nghiêm mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra ta cũng không ức hiếp các ngươi làm vãn bối để các ngươi tộc trưởng tới đi ra phong đô thành chúng ta tộc trưởng sẽ hướng thu dung tộc trưởng lĩnh giáo Cuối cùng, Hắc Vân Thiếu Chủ vứt bỏ một câu nói như vậy, mang theo những đệ tử khác xám xịt chạy trốn. Hừ, đồ hèn nhát. Bành tráng còn chưa hết giận, nếu không phải tộc trưởng ở chỗ này, hắn chắc chắn ra tay hung hăng giáo huấn một lần cái này nhỏ, mặt trắng. Chúng ta đi thôi, đã tìm được một chiếc thuyền đò. Thu Dung vãn tuyết đối mọi người nói ra. Lý thất giả bọn hắn đi theo Thu Dung vãn tuyết mà đi, tại bờ biển một góc đã ngừng lại một chiếc thuyền đò, lúc này thuyền đò ngồi lấy một cái đưa đò sứ, đưa đò sứ thoạt nhìn cao cao gầy teo như là một chi cây gậy trúc, hắn mang theo đầu nón lá, lẳng lặng mà ngồi tại đuôi thuyền. Đương Thu Dung vãn tuyết bọn hắn đến gần về sau, cái này đưa đò sứ cái kia một đôi âm xăm xăm ánh mắt quét lý thất dạ bọn hắn một cái, bành tráng bọn hắn bị cái này đưa đò sứ nhìn lướt qua, không khỏi cảm thấy là sợn hết cả gai ốc, lưng phát lạnh. Một người một ngày một giọt thọ huyết, ngày kết, tập hợp đủ 5 người liền ra biển. Đưa đò sứ mở miệng nói ra, thanh âm của hắn giống như đánh bóng, băng lãnh vô tình, để cho người ta nghe xong cũng không khỏi lưng phát lạnh. Mỗi người lấy một giọt thọ huyết. Thu Dung vãn tuyết phân phó mọi người nói ra. Nói xong, nàng lấy ra chính mình một giọt thọ huyết. Bành tráng tiên nhóm đều nhau nhau học tộc trưởng bộ dáng, đều lấy ra một giọt chính mình thọ huyết. Đối với tu sĩ mà nói, thọ huyết là mười phần trân quý bất quá bành tráng bọn họ đều là người trẻ tuổi thọ huyết trong tương lai sẽ càng để lâu càng nhiều mà không giống thế hệ trước tu sĩ đến tuổi nhất định về sau theo huyết khí giảm bớt mà thọ huyết khô cạn muốn thư thuyền đò ra dạ hải cái kia nhất định phải cho đưa đò sứ trả tiền thù lao mà đưa đò sứ muốn trả thù lao không phải là tu sĩ ở giữa thông có tinh bích cũng không phải phong đô thành thông dụng dạ dương ngư mà là thọ huyết Đương tất cả mọi người lấy ra một giọt thọ huyết cho đưa đò sứ về sau, đưa đò sứ há miệng liền đem tất cả thọ huyết nuốt xuống, nhìn thấy dạng này một màn để bành tráng bọn hắn sáu cái người trẻ tuổi trong nội tâm cũng không khỏi có chút trung run. Nhìn thấy đưa đò sứ nuốt vào thọ huyết, bành tráng bọn hắn ở thời điểm này mới hiểu được vì cái gì đưa đò sứ cùng phong đô thành những người khác thoạt nhìn không giống với lúc trước, phong đô thành nguyên trụ cư dân thoạt nhìn không có chút nào huyết khí, nhưng là đưa đò sứ lại có yếu ớt tinh lực nguyên lai bọn họ là ăn tu sĩ thọ huyết cái này khó trách bọn hắn trên người lại có yếu ớt tinh lực lấy được thọ huyết về sau đưa đò sứ cho phép thu dung vãn tuyết bọn hắn lên thuyền thu dung cô nương đã lâu liền tại bọn hắn mới vừa lên thuyền thời điểm chỉ gặp một đám người hướng xa xa chạy đến đây cũng là một đám người trẻ tuổi nam nữ đều có bọn này thanh niên chớp mắt đã đến bờ biển bọn này thanh niên huyết khí cực vượng vừa nhìn liền biết là một đám hảo thủ bọn này thanh niên cầm đầu chính là một người mặc long bào thanh niên người thanh niên này trên người ẩn ẩn có ánh trăng vẽ để cả người hắn thoạt nhìn là anh tuấn chói mắt hơn nữa người thanh niên này trên người huyết khí bàn bạc tuyệt đối là một cao thủ người thanh niên này vừa nhìn thấy thu dung vãn tuyết lập tức đại hỷ rõ ràng là thật cao hứng bận biểu là ông quyền cười lấy nói ra thu dung cô nương các ngươi cũng phải ra biển nha trùng hợp chúng ta cũng phải cần ra biển, không bằng chúng ta cùng một cái thuyền đi. Thu Dung vãn tuyết nhìn bọn họ một chút, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, âm nguyệt hoàng tử, chúng ta thuyền nhỏ cũng chỉ có thể ngồi bảy tám người mà thôi, hoàng tử vẫn là thay một đầu càng lớn thuyền đò đi. Sát mà người hoàng tử này yên nguyên chưa từ bỏ ý định, nhìn nhìn lý thất dạ, cười nói ra, vị này nhân tộc huynh đệ, ta là vội vã ra biển đánh dạ dương ngư, không bằng ngươi vị trí nhường cho ta, ta cho ngươi thù lao như thế nào? Lý thất giả nhìn nhìn vị hoàng tử này, lại nhìn một chút thu dung vãn tuyết, bình chân như vậy, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, chỉ sợ rất xin lỗi, ta cũng gấp ra biển. Lý thất giả nói như vậy, vị hoàng tử này rõ ràng không vui, chỉ bất quá không có phát tác mà thôi. Âm nguyệt hoàng tử, như vậy cáo từ, ta đợi đi trước một bước. Thu dung vãn tuyết không nguyện ý lại thêm làm dây dưa, phân phó đưa đò sứ lái thuyền. Mà vị hoàng tử này mặc dù không thế nào cam tâm, nhưng là, đành phải ông quyền cáo từ. Đưa đò sướng ngồi ở đuôi thuyền, nhẹ nhàng mà đông đưa thuyền đò, chậm rãi tiến nhập dạ hải. Vừa rồi đám người kia là ai? Lý thất dạ cùng bành tráng ngồi chung một chỗ, nhìn thoáng qua ngồi ở mũi thuyền thu dung vãn tuyết, vừa cười vừa nói. Là âm nguyệt quỷ tộc hoàng tử, âm nguyệt quỷ tộc tại U Cương cũng coi là nhị lưu môn phái, thực lực rất không tầm thường. Nói đến đây, Bành Tráng nhìn thoáng qua ngồi ở trước mặt tộc trưởng, sát sau ba thanh âm ép tới rất thấp, thấp giọng nói ra, "Âm Nguyệt Quỷ tộc hoàng tử là rất yêu thích chúng ta tộc trưởng, vẫn muốn theo đuổi chúng ta tộc trưởng." Chương 426: Dạ Hải. Bành Tráng lời nói vẫn chưa nói xong, ngồi ở trước mặt Thu Dung Vãn Tuyết đã quay đầu, Bành Tráng lập tức ngậm miệng lại không còn dám nói lung tung. Chỉ có Lý Thất Dạ cười cười, đón nhận Thu Dung Vãn Tuyết ánh mắt, mà Thu Dung Vãn Tuyết đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ trong chốc lát, cuối cùng không nói lời nào. Thuyền đò chậm rãi lái vào Dạ Hải, đường tiến vào Dạ Hải về sau, đã từng tới Dạ Hải Thu Dung Vãn Tuyết cũng là không có cái gì, mà bành tráng chúng tiểu cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc. Mặc dù nói Dạ Hải không có cái gì đặc biệt để cho người ta kinh hải đồ vật, nhưng là đương tiến vào dạ hải về sau mọi người rõ ràng có thể trông về phía xa mặt biển có thể xem tới được chỗ rất xa nhưng lại không biết vì cái gì đương ngồi thuyền đò tiến vào dạ hải về sau tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình giống như là tiếng nhập hắc ám mênh mông không biết chỗ hướng Đèn như mực nước biển tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy để cho người ta không khỏi vì đó sẵn hết cả gai ốc trên thực tế cũng là như thế dạ hải vẫn luôn là một cái hung hiểm vô cùng địa phương bất luận là ai thánh hoàng cũng tốt, đại hiền cũng được, nếu là không có thuyền đò cưỡng ép tiến vào Dạ Hải, chắc chắn sẽ chết thảm tại Dạ Hải, Dạ Hải tự như vạn cổ hung thú, có thể đem đi vào người toàn bộ thôn phệ, không lưu bất luận cái gì thi cốt. Thậm chí liền là kiến quốc phong thần đại hiền cưỡng ép tiến vào Dạ Hải, đều giống nhau không thể thoát khỏi dạng này vận mệnh. Đã từng có truyền thuyết, chỉ có tiên đế mới có thể cưỡng ép tiến vào Dạ Hải, truyền thuyết này không thể đạt được nghiệm chứng không người có thể biết phải chăng như thế. Ngồi thuyền đò tiến nhập dạ hải, bành tráng cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc, cảm giác mình giống như là tiến nhập một đầu vàng cổ hung thú miệng to. Lúc này coi như không cần thu dung vãn tuyết phân phó, bành tráng bọn hắn sáu tiểu cũng không dám bước ra thuyền đò một bước, nếu là rời đi thuyền đò chỉ có một con đường chết. Lý thất dạ nhìn lấy cái này như cùng là hắc ám thế giới dạ hải. Hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng lầm bầm nói ra, dạ hải, lý thất dạ biết. Dạ hải giống như cùng phong đô thành, cất giấu quá nhiều bí mật, trong này không có ai biết bí mật, hơn nữa quan hệ trọng đại. Đương thuyền đò lái vào dạ hải về sau, đưa đò sứ cho mỗi một người phát một tấm lưới, cái này lưới đánh cá rất đặc biệt. Không biết là cái gì làm, thoạt nhìn giống như lưu quan dệt thành. Cầm trong tay không cảm giác được một chút trọng lượng. Đây là chuyên môn bắt dạ dương ngư lưới đánh cá, chỉ có đưa đò sứ đưa cho lưới đánh cá mới có thể bắt được dạ dương ngư bất quá kỳ quái là đưa đò sứ là xưa nay không bắt dạ dương ngư không có ai biết đây là vì cái gì lý thất dạ bọn hắn ngồi ở thuyền đò bên trên tiến vào dạ hải bắt cá nhưng mà lý thất dạ bọn hắn liền bắt hai ngày một đầu dạ dương ngư đều không có bắt được thu dung vãn tuyết một lần lại một lần cải biến đi thuyền phương hướng càng không ngừng đổi bắt cá địa phương nhưng là vẫn không có thu hoạch, vẫn không có bắt được một đầu dạ dương ngư. Liền một đầu dạ dương ngư đều không có, không phải là trong biển cá bị bắt hết đi. Liền bắt ba ngày sau đó, không thu hoạch được gì, bành tráng sáu tiểu cũng không khỏi vì đó nhục chí, tính tình so sánh gấp bành tráng đều giận đến muốn nhảy xuống biển. So với sáu tiểu, thu dung vãn tuyết rất có thể cảm thấy trụ khí, nàng lắc đầu nói ra, bắt dạ dương ngư nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, dạ dương ngư chính là phong đô thành thông dụng tiền, nếu như tùy tiện đều có thể bắt được. Như vậy ngươi tại phong đô thành liền có thể đổi rất nhiều thứ. Rất nhiều người là bắt mấy tháng mới có thu hoạch, nếu là không có cái kia phần kiên nhẫn, tại phong đô thành là khó có thu hoạch. Thu dung vãn tuyết cũng là cố tình ma luyện bành tráng bọn hắn, cho nên nàng cũng không sốt ruột, coi như là không có bắt được dạ dương ngư, nàng cũng giống vậy có thể bảo trì bình thản. Lại lại bắt ba ngày, vẫn là không có thu hoạch bất quá không có thu hoạch cũng không có dừng lại là lý thất dạ bọn hắn trên thực tế trong ba ngày qua bọn họ đã từng gặp được không ít người những thứ này đều là đến từ thiên hạ các nơi người trẻ tuổi đều là thừa lúc thuyền đò ra biển bắc dạ dương ngư lâu lâu thu dung vãn tuyết bọn hắn cũng có thể gặp được quen biết môn phái hoặc quỷ tộc người trẻ tuổi không khỏi chào hỏi một tiếng tại bắc chuyện dưới được biết có ít người thậm chí tới một tháng cũng chỉ là bắt được ba năm đuôi dạ dương ngư mà thôi. Nghe được những người khác thu hoạch cũng là rất nhỏ, cái này khiến bực bội bành tráng bọn hắn sáu tiểu mới tốt qua một chút, người ta tới một tháng, mới bắt được ba năm đuôi dạ dương ngư, bọn hắn mới đến mấy ngày không có bắt được dạ dương ngư cũng là không lạ kỳ. Ngày thứ tám thời điểm, lý thất dạ bọn hắn gặp môn phái cường đại, đối phương thuê một đầu mười phần to lớn thuyền đỏ, trên thuyền ngồi đầy thanh niên, từng cái đều là huyết khí trùng thiên, đặc biệt là trên người bọn họ thần diễm để cho người ta không dám tới gần bọn này thanh niên tự như là thần tộc chi tử khí thế làm cho người ta sợ hãi đặc biệt là ngồi ở mũi thuyền người thanh niên kia cái kia càng là khó lường người thanh niên này trên người khiêu động thần diễm sau lưng hắn hóa thành từng đạo từng đạo thần hoàng tự như chư thần che chở tự hồ hắn là thần tử thần nhiên quốc cũng tới lại còn là thần nhiên hoàng tử đích thân tới nhìn thấy trên chiếc thuyền này thanh niên thu dung vãn tuyết không khỏi trở nên động dung thu dung vãn tuyết xa xa nhìn thấy chiếc này thuyền đò liền để đưa đò sứ xa xa tránh vì cái gì trốn bọn họ đâu gặp người liền trốn đây không phải lý thất dạ phong cách hắn cười hỏi cái này khiến ngồi ở lý thất dạ bên cạnh bành tráng không khỏi tò mò nhìn lý thất dạ nói ra lý huynh ngươi đến từ tại thiên lý hà chẳng lẽ ngươi không biết thần nhiên quốc sao thần nhiên quốc thì thế nào lý thất già cười cười hững hờ nói bành tráng không khỏi vỗ một cái tráng nói ra lý huynh ngươi cái này cũng không khỏi thần kinh quá lớn đầu đi thần nhiên quốc thế nhưng là các ngươi nam diêu vân truyền thừa cường đại nhất một trong mặc dù bọn hắn không phải đế thống tiên môn nhưng là nghe nói bọn hắn chính là nhất lưu đại giáo nghe đồn bọn hắn chỉ so với đế thống tiên môn kém một chút mà thôi đúng nha có truyền ngôn nói thần nhiên quốc chính là thần tộc bọn hắn tự xưng là chân thần hậu nhân. Một cái khác đệ tử tiếp lời nói ra. Dạng này nha. Lý thất dạ không có cái gì ba động, chỉ là cười cười. Trên thực tế đế thống tiên môn hắn đều rảnh rỗi mấy người nhìn tới. Về phần thần nhiên quốc loại này đại giáo, đối với hắn mà nói lưu không lưu tâm đều là giống nhau. Không chỉ là dạng này. Sáu tiểu bên trong duy nhất nữ đệ tử nói ra, truyền thuyết thần nhiên quốc công chúa, cũng là các ngươi nam diêu vân tiếng tâm lừng lẫy đại mỹ nữ thần nhiên phượng nữ là gả cho đế tọa đại nhân. Đế tọa đại nhân là ai? Lý thất dạ nhìn bọn hắn, vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là lý thất dạ cố ý hỏi, thật sự là hắn là không biết đế tọa là người nào. Bành tráng sáu tiểu một bộ té xỉu bộ dáng, giống như nhìn quái vật nhìn lấy lý thất dạ. Bành tráng vỗ tráng một cái, thống khổ nói ra, Lý Huynh, không phải đâu, ngươi liền đế tọa đại nhân cũng không biết là ai. Đây là chúng ta u thánh giới tiếng tâm lừng lẫy tam kiệt. Tam kiệt? Cái gì tam kiệt? Đây cũng không phải là là lý thất giả giả vờ, thật sự là hắn không biết cái gì tam kiệt. Thiền dương, đế tọa, thiên luân hội là chúng ta u thánh giới cường đại nhất ba cái thiên tài, truyền thuyết chúng ta u thánh giới đời này nhất có cơ hội gánh chịu thiên mệnh người liền là bọn hắn ba cái. Hơn nữa đế tọa đại nhân xuất thân kinh khủng nhất, hắn là vạn cốt hoàn tọa duy nhất truyền nhân. Bành tráng bận biểu nói là nói. Hả, vạn cốt hoàn tọa, cái này ta ngược lại nghe nói qua, không phải chỉ là cái kia một môn tam đế truyền thừa sao? Lý thất giả đã minh bạch, vừa cười vừa nói. Không phải chỉ là cái kia một môn tam đế truyền thừa sao? Nói như vậy lập tức để bành tráng sáu tiểu muốn té xỉu, bọn hắn đều cảm thấy lý thất giả quá trì độn, bành tráng cũng nhìn không được lớn tiếng nói ra huynh đệ đây chính là một môn tam đế nha người biết đế tọa đại nhân cường đại cỡ nào sao truyền thuyết liền thế hệ trước thánh tôn đối với hắn đều là tôn kính cực kỳ nha dạng này nha lý thất giả rất bình thản nói ra đây cũng không phải là lý thất giả khinh thường một môn tam đế đối với hắn mà nói cũng thật là chuyện rất bình thường thần nhiên quốc công chúa thần nhiên phượng nữ liền là đế tọa đại nhân vị hôn thê nghe nói Thần Nhiên Phượng nữ gả cho đế tọa đại nhân về sau, thần nhiên quốc danh vọng cũng là nước lên thì thuyền lên. Sáu tiểu bên trong duy nhất nữ đệ tử nói ra. Vừa rồi ngồi trên đầu thuyền chính là Thần Nhiên Phượng nữ đệ đệ Thần Nhiên hoàng tử. Ngồi ở trước mặt Thu Dung Vãn Tuyết mở miệng nói ra, Thần Nhiên quốc chính là cử phách đại giáo. Loại tồn tại này, chúng ta vẫn là tránh chi cho thỏa đáng. Cái này cũng không trách Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận mặc dù nói tuyết ảnh quỷ tộc là quỷ tộc nhưng là bọn họ là thuộc về tiểu tộc cùng thần nhiên quốc loại này đại giáo hoàn toàn không so được thậm chí có thể nói thần nhiên quốc một đầu ngón tay đều có thể tiêu diệt bọn hắn đối với dạng này quái vật khổng lồ thu dung vãn tuyết đương nhiên là xa xa tránh nguyên lai like là như thế nha lý thất dạ một bộ hiểu bộ dáng sau đó gật đầu cười cười liền nam diêu vân đều có người đến xem ra đoạn thời gian gần nhất này phong đô thành là rất náo nhiệt chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng đi nếu là sinh sự. Thu Dung Vãn Tuyết căn dặn sáu tiểu nói ra. Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận cũng là có đạo lý, tuyết ảnh quỷ tộc tại U Cương chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu tộc, tại đại giáo cương quốc ở giữa sinh tồn, đối với bọn hắn mà nói phải là cẩn thận từng ly từng tí. Lý thất dạ bọn hắn ra biển 10 ngày, đến sau ngày thứ 10, rốt cục có gặt hái được, đương một lưới đi xuống thời điểm, lý thất dạ cũng tốt, thu dung vãn tuyết cũng được, đều không có thu hoạch đến cuối cùng thu lưới một cái đệ tử cũng không có ông cái gì hy vọng nhưng là hắn đem lưới thu được thời điểm vậy mà một trận chói mắt ánh mặt trời ánh đến lúc này mọi người vừa nhìn tại trong lưới vậy mà đánh đến một đuôi cỡ ngón tay lại toàn thân tản mát ra chói lọi cá con còn cá con này tự như là lửa chạm ngọc khắc toàn thân toát ra lửa hãm dạ dương ngư vừa thấy được như thế cá con thu dung vãn tuyết cũng không khỏi lộ ra tiếu dung nàng cái này diễm như đào lý dung nhan lộ ra vui cười thời điểm, tự như là nở rộ mẫu đơn, rất có quốc sắc thiên hương hàm súc thú vị. Dạ dương ngư Bành tráng sáu tiểu cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Đặc biệt là người đệ tử này, càng là hưng phấn ghê gớm, hắn là cái thứ nhất bắt được dạ dương ngư người, này làm sao không cho hắn cao hứng đây. Rốt cục có gặt hái được. Bành tráng sáu tiểu cũng nhìn không được cao hứng nhảy dựng lên bắt được thứ nhất đuôi dạ dương ngư cái này ủng hộ lấy bành tráng bọn hắn bọn hắn đều cho rằng kế tiếp hẳn là thu hoạch lớn thời điểm nhưng là tiếp được hai ngày tới bọn hắn đều như cũ không có bắt được dạ dương ngư thu dung vãn tuyết có thể bảo trì bình thản mà bành tráng sáu tiểu ngược lại không khỏi có chút vội vàng sao động chương 427 dạ hải bắt dương ngư Liên tiếp hai ngày đều không có thu hoạch, bành tráng bọn hắn cũng không khỏi than thở, bành tráng không khỏi nói ra, ai, dạ dương ngư rất khó khăn bắt, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ một tháng cũng bắt không được hai đuôi. Mặc dù nói chỉ cần bọn hắn giao nổi thọ huyết, bọn hắn có thể một mực thuê thuyền đò, nhưng là, một ngày như vậy thiên hạ đi, đối với bành tráng bọn hắn cái này sáu tiểu mà nói, không khỏi có chút phập phòng không yên. Hôm nay ta tới dẫn hướng như thế nào? lý thất dạ tìm được thu dung vãn tuyết nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người thành thục nữ nhân mỉm cười nói mặc dù nói lý thất dạ là bảo trì bình thản nhưng là hắn không có thời gian lại bồi thu dung vãn tuyết bọn hắn tại già dạ hải bên trong loạn đi dạo hắn còn có những chuyện khác phải làm hiện tại hắn nhất định phải bắt được đại lượng dạ dương ngư mới được thu dung vãn tuyết nhìn lấy lý thất dạ một hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt vậy ngươi dẫn hướng thử nhìn một chút chúng ta hướng cái hướng kia đi thu dung vãn tuyết đồng ý về sau lý thất dạ cười cười ngồi đối diện tại đuôi thuyền đưa đò sứ vừa cười vừa nói đưa đò sứ không nói lời nào liền theo lý thất dạ chỉ phương hướng chạy tới trên thực tế trên thuyền đưa đò sứ giống như là người tàn hình hắn làm một câu cũng sẽ không nói hắn chỉ phụ trách điều khiển thuyền đò những chuyện khác căn bản cũng không hỏi đến theo thuyền nhỏ điều khiển ở trên biển, Lý Thất Dạ trong lòng yên lặng đo đạt lấy dạ hải, trong lòng của hắn đã có dạ hải hình dáng, hắn chỉ cần tính toán thuyền đò chạy thời gian cùng lộ trình liền có thể. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ thế nhưng là không chỉ một lần tới dạ hải bắt dạ dương ngư, đối với dạ hải hiểu rõ. Thu dung vãn tuyết bọn họ là còn kém rất rất xa. Đương thuyền đò chạy được nửa ngày trời sau, Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, ngay ở chỗ này dừng lại đưa đò sứ không nói hai lời. Liền ngừng thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ vô thanh vô tức đứng tại đen như mực trên mặt biển. Lúc này, Lý Thất Giả nín thở, chầm chầm vào nước biển một câu đều không nói. Gặp Lý Thất Giả thần thái trịnh trọng, liền thu dung vãn tuyết đều hứng chịu tới cảm nhiễm, cũng không khỏi nín thở, cũng giống vậy nhìn lấy mặt biển, bành tráng sáu tiểu cũng đều không khỏi đi theo nhìn lấy mặt biển. Trên thực tế, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cái gì. Dạ hải thập phần thần bí, coi như ngươi mở thiên nhãn cũng vô pháp nhìn thấu đen như mực nước biển, quản chi ngươi cường đại hơn nữa, đều không nhìn thấy nước biển phía dưới tình huống. Thời gian một khắc lại một khắc đi qua, cuối cùng, lý thất dạ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, ngay lúc này, tung lưới. Vừa dứt lời dưới, hắn lập tức đem mình lưới vung vào trên biển. Thu Dung vãn tuyết mang theo sáu tiểu cũng lập tức đem mình lưới vung vào trên biển, vừa vung xuống đi. Có đệ tử muốn thu lưới, mà Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, không nên động. Tất cả mọi người không dám động. Đều đi theo Lý Thất Dạ chầm chầm vào mặt biển, bất quá, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thu lưới, ngay tại lúc này. Qua một hồi lâu về sau, Lý Thất Dạ đột nhiên quát lớn. Vừa dứt lời dưới, hắn lập tức thu lưới, hoa lập một tiếng, đương lý thất giả lưới thu hồi thời điểm, lập tức từng vòng từng vòng ánh mặt trời chiếu đến mọi người không mở mắt được. chỉ gặp lúc này ở trong lưới chính là từng con từng con dạ dương ngư đang quẩy loạn, muốn từ lưới đánh cá bên trong trốn tới, nhưng là bất luận bọn nó dãy dụ như thế nào, đều khó có khả năng từ lưới đánh cá bên trong trốn tới. lý thất giả tốc độ cực nhanh, lập tức đem một đuôi lông dạ dương ngư từ trong lưới lấy xuống, chứa vào đã chuẩn bị xong bảo bình bên trong để miễn cho để dạ dương ngư trốn. Hoa lập Tại lý thất dạ thu lưới thời điểm, thu dung vãn tuyết bọn hắn cũng không khỏi nhau nhau thu lưới, bọn hắn vừa thu lại lưới thời điểm, bị đoạt mắt vô cùng ánh mặt trời chiếu đến khó mà mở mắt ra. Một màn này rung động đến thu dung vãn tuyết bọn hắn nói không ra lời, bành tráng sáu tiểu càng là miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không dậy nổi đến. Cái này một lưới xuống dưới sau người khác một tháng bắt được dạ dương ngư còn nhiều hơn nhanh thu cá. Thu Dung vãn tuyết phản ứng nhanh nhất, lập tức đối sáu tiểu phân phó nói ra, nàng cũng lập tức lấy ra bảo bình, đem trong lưới dạ dương ngư thu vào bảo bình bên trong. Sáu tiểu lấy lại tinh thần, đều nhau nhau đem dạ dương ngư thu vào bảo bình bên trong, bọn hắn hưng phấn khó mà ngôn ngữ, cái này một lưới xuống dưới, thu hoạch quá nhiều, cái này khiến chính bọn hắn đều không thể tin được. Có cá, đương sáu tiểu đem cuối cùng mấy đầu dạ dương ngư thu vào bảo bình thời điểm, có vừa tìm thuyền đỏ tới gần, vừa nhìn thấy lý thất dạ bọn hắn có thu hoạch, những người này cũng lập tức hưng phấn. Cái này một thuyền bên trên người bành tráng bọn hắn cũng không xa lạ gì, đúng là bọn họ cựu nhân của Hắc Vân Thiếu Chủ cùng Hắc Vân Quỷ Tộc Đệ Tử. Tung lưới, Hắc Vân Thiếu Chủ nhìn thấy bành tráng bọn hắn đều có thu hoạch, lập tức phân phó trên thuyền đệ tử, trong lúc nhất thời, Hắc Vân Quỷ Tộc Đệ Tử nhau nhau tung lưới vào biển, tiếp lấy lại nhau nhau thu lưới, nhưng là, bọn hắn lại không thu hoạch được gì đến chậm gặp một lưới xuống dưới một đầu dạ dương ngư đều không có vớt đến hát vân thiếu chủ không khỏi hận hận dầm chân ha ha hát tiểu quỷ các ngươi tới đã muộn bành tráng gặp hát vân quỷ tộc đệ tử không có thu hoạch trong nội tâm đặc biệt thoải mái cười to nói ra dạ dương ngư chỉ sợ sớm đã chạy tung lưới hát vân thiếu chủ không tin tà quát to Cùng với những cái khác đệ tử lại một lần nữa tung lưới, muốn bắt được Dạ Dương Ngư mới thôi, nhưng là bọn hắn liền vung nhiều lần lưới, đều không có thu hoạch. Hắc Vân thiếu chủ cũng không tin tà, vừa mới hắn là tận mắt thấy bành tráng bọn hắn ở chỗ này bắt được Dạ Dương Ngư. Hắn tiếp tục tung lưới vào biển, nhất định phải bắt được Dạ Dương Ngư mới thôi. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi thêm nhìn Hắc Vân thiếu chủ bọn hắn, hắn so với ai khác cũng hiểu Dạ Hải chỉ cần bị hắn ngăn cản dạ dương ngư đội ngũ, nơi này lại có một đoạn thời gian rất dài không có dạ dương ngư đi qua. Đưa đò sứ lái thuyền đò dựa theo lý thất dạ chỉ phương hướng chạy tới, mà bành tráng trong nội tâm sản khoái vô cùng, trước khi đi đợi xa xa đối hát vân thiếu chủ phất tây, cười to nói ra, tiểu hát quỷ, các ngươi chậm rãi kiếm đi, đại gia đi trước. Lời này đem hát vân thiếu chủ tức giận đến run rẩy hung hăng dậm chân, chầm chầm vào bành tráng bọn hắn đi xa bóng lưng, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận. Lý Thất Dạ để đưa đò sứ đem thuyền đò chạy nhanh đến một vùng biển về sau liền để thuyền đò ngừng lại. Sau đó đối thu Dung Vãn Tuyết bọn hắn nói ra, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm, nửa đêm thả lưới. Nói xong cũng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bành Tráng bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một cái, trong nội tâm cũng không khỏi hưng phấn. Bọn hắn sáu tiểu cũng không khỏi bắt đầu giao lưu. Bành Tráng nói ra, ta là đánh đến mười ba đuôi dạ dương ngư. Các ngươi thì sao? 15 đuôi Một cái đệ tử đếm chính mình dạ dương ngư, hưng phấn vô cùng nói ra. Có người một tháng bắt xuống cũng liền ba năm đuôi dạ dương ngư, bọn hắn một lưới xuống dưới liền là mười mấy đuôi, này làm sao không cho bọn hắn hưng phấn ghê gớm nữa nha. Ta là 18 đuôi. Sáu tiểu bên trong duy nhất nữ đệ tử là hưng phấn nhất, bởi vì cái này một lưới xuống dưới, sáu tiểu bên trong là nàng bắt dạ dương ngư nhiều nhất này làm sao không cho nàng hưng phấn đây? Sáu tiểu trao đổi một chút, bọn hắn cái này một lưới xuống dưới mỗi người đều bắt được mười mấy đuôi dạ dương ngư. Này làm sao không cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn đây? Ai, Lý Huynh thật sự là phúc tinh của chúng ta nha, cái này một lưới xuống dưới, thật sự là kiếm lợi lớn, hắc, Lý Huynh thật sự là khó lường. Bành tráng không khỏi hưng phấn mà nói ra. Đệ tử khác cũng không khỏi hưng phấn mà nói ra, đúng nha, Mặc dù 10 vị trí đầu nhiều ngày không có thu hoạch gì, nhưng là, cái này một lưới đã đủ nhiều, cái này một lưới có thể chống đỡ người khác bắt một tháng. Sáu tiểu cũng không khỏi hưng phấn mà thảo luận, bọn hắn đều cảm thấy quá may mắn, lần này từ Lý Thất Dạ tới dẫn hướng. Vậy mà một lưới liền thu hoạch lớn, vận khí này quá tốt rồi. Chỉ có Thu Dung Vãn Tuyết không nói gì, nàng xem thấy nhắm mắt dưỡng thần Lý Thất Dạ nếu như nói cái này một lưới xuống dưới giống như này thu hoạch lớn là vận khí tốt, mà xem như tộc trưởng thu dung vãn tuyết lại không cho rằng như vậy. Nàng cảm thấy cái này một lưới vận khí cũng không tránh khỏi là quá tốt rồi đi, nàng tới qua mấy lần dạ hải, chưa từng có nghe nói qua một lưới xuống dưới liền có thể đánh mười mấy đuôi dạ dương ngư, hơn nữa mỗi người đều có thu hoạch, dạng này thu hoạch không khỏi quá bội thu đi. Hơn nữa, bọn hắn thả lưới không phải ngẫu nhiên địa điểm, Lý thất giả rõ ràng nhất chân tuyển qua địa phương, chẳng lẽ nói, Lý thất giả biết dạ hải nơi nào có dạ dương ngư, ở đâu không có dạ dương ngư. Nghĩ vậy dạng suy nghĩ, thu dung vãn tuyết lại cảm thấy không hợp thói thường, truyền thuyết dạ dương ngư là xuất quỷ nhập thần, không có ai biết dạ dương ngư xuất hiện thủy vực, coi như là đại hiền tự mình đến, đều không thể suy tính dạ dương ngư ẩn hiện thời gian cùng địa điểm. Nếu như không phải như vậy, vì cái gì lý thất dạ một lưới xuống dưới sẽ như thế chi chuẩn đâu? Cái này hoàn toàn để Thu Dung Vãn Tuyết trong nội tâm làm không rõ ràng. Đồng thời, cái này khiến Thu Dung Vãn Tuyết trong lòng đối lý thất giả có lo lắng, bành tráng sáu tiểu có lẽ còn trẻ cũng không đủ cẩn thận, nhưng là, nàng cũng rất rõ ràng, lý thất giả rõ ràng là cố ý đi theo đám bọn hắn tới. Dọc theo con đường này, lý thất giả biểu hiện đều không nhu thuận, mặc dù nói Thu Dung Vãn Tuyết bắt đầu cũng cảm thấy lý thất giả có chút vấn đề, bất quá, trên đường đi Lý Thất Dạ cũng không có làm cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình, Thu Dung Vãn Tuyết cũng chậm chậm đối Lý Thất Dạ yên tâm. Nhưng, cái này một lưới xuống dưới, Thu Dung Vãn Tuyết trong nội tâm lại lên nghi ngờ. Lúc này, Thu Dung Vãn Tuyết nhìn lấy Lý Thất Dạ, cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, hiện tại nàng chỉ biết là tên Lý Thất Dạ, chỉ biết là hắn đến từ Nam Diêu Vân, trừ cái đó ra, cái khác chính là hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn bị xong Đương nửa đêm thời điểm, một mực nhắm mắt dưỡng thần lý thất dạ đột nhiên đứng lên, phân phó thu dung vãn tuyết bọn hắn nói ra. Các ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần thu dung vãn tuyết bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, đều nhao nhao cầm lên chính mình lưới, cũng không khỏi hưng phấn lên, kích động. Cái này một lưới cần phải nhanh. Hơi chậm một chút, liền sẽ thác thất lương cơ. Lý thất dạ nhìn nhìn bóng đêm, quyết định phương hướng, sau đó phân phó mọi người nói ra chúng tiểu lập tức đem lý thất dạ lời nói nhớ kỹ đều nắm thật chặt trong tay lưới lúc này lý thất dạ là chầm chầm vào nước biển một câu không nói chúng tiểu cũng không khỏi ngừng thở học lý thất dạ bộ dáng nhìn chầm chầm mặt biển liền thu dung vãn tuyết cũng không khỏi khẩn trương lên cũng không khỏi nhìn chầm chầm mặt biển thời gian một khắc một khắc đi qua trong nháy mắt một canh giờ liền đã đi qua nhưng là lý thất dạ không nhúc nhích nhìn chầm chầm vào mặt biển tự như thành một điêu. Chương 428, Bội Thu Thời gian đang trôi qua, hai canh giờ đi qua, Lý Thất Dạ Yên Nguyên vẫn là không hề động, vẫn là chầm chầm vào mặt biển, trọn vẹn qua hai cái thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đang ngó chừng mặt biển, cái này khiến bành tráng bọn hắn đều có chút không giữ được bình tĩnh. Bành tráng đều muốn mở miệng hỏi lý thất dạ, bất quá thu dung vãn tuyết đối sáu tiểu nhẹ nhàng mà khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không nên quấy rầy lý thất dạ, này mới khiến sáu tiểu vững vàng, tiếp tục ngừng thở, chầm chầm vào mặt biển. Thả lưới. Sáu tiểu lần nữa chầm chầm vào mặt biển thời điểm. Lý thất dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, tốc độ của hắn tự như ti chớp, trong nháy mắt vung xuống lưới. Thu dung vãn tuyết cùng sáu tiểu cũng không dám lãnh đạm, đều bằng nhanh nhất tốc độ đem lưới vung xuống trên biển. Thu lưới, phải nhanh. Mới vừa vung xuống đi, lý thất giả quá to, đồng thời, hắn đã đem chính mình lưới thu lại. Soạt thu dung vãn tuyết cùng chúng tiểu đều trong nháy mắt thu lưới, làm lưới thu hồi thời điểm, bọn hắn đều bị sợ ngây người, chói lọi đem mặt biển chiếu lên giống như ban ngày, tự hồ là một vành mặt trời ở tại bọn hắn trong lưới bay lên. Lúc này, trong tay bọn họ lưới là triểu nặng, trong lưới chính là từng cái cỡ ngón tay dạ dương ngư đang nhúng nhảy Tự như là một đoàn cá muốn từ trong lưới nhảy ra Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy dạ dương ngư Một lưới xuống dưới Vậy đơn giản liền là phải hù chết người Đừng bảo là là thu dung vãn tuyết bọn hắn Nếu là ngoại nhân thấy được Cái này một lưới đều có thể hù chết hung ác nhiều người Nhanh thu cá Liền thu dung vãn tuyết đều bị chấn động đến chưa tỉnh hồn lại thẳng đến bên tai nàng vang lên lý thất giả thanh âm thời điểm. Nàng mới đánh một cái giật mình, lập tức thu cá. Sáu tiểu lấy lại tinh thần, đều nhao nhao thu cá, lúc này sáu tiểu kích động hai tay đều run, thu cá cũng không phải lanh lệ như vậy. Làm tộc trưởng thu dung vãn tuyết nàng có thể nói là một người trầm ổn người, nhưng là, lúc này nàng đều không khỏi hưng phấn, nàng đều không khỏi hưng phấn sắc mặt đỏ lên đây đối với nàng mà nói đơn giản liền là thật bất khả tư nghị ông trời của ta nha, ta, ta, ta tổng cộng có 86 đuôi. Làm mọi người hảo hảo thu về chính mình dạ dương ngư về sau, một cái đệ tử khẽ đến chính mình cái này một lưới dạ dương ngư. Không khỏi hưng phấn quát to một tiếng. Ta, ta là 107 đuôi. Duy nhất nữ đệ tử hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn không được ông Lý thất dạ, hưng phấn hôn một cái Lý thất dạ gương mặt, cao hứng tại nói ra, Lý huynh ngươi quá thần kỳ người đây là phi lễ ta nha lý thất dạ cười khanh khách lắc đầu nói ra cái này lập tức để vị nữ đệ tử này xấu hổ buông lỏng ra lý thất dạ mặc dù là như thế trong nội tâm nàng vẫn là hết sức hưng phấn hôn một chút cũng không sao bành tráng cũng cười hì hì nói ra nếu như lý huynh muốn ta hôn ngươi một cái ta cũng là hết sức vui vẻ đệ tử khác cũng đều hắc hắc cười một tiếng rất có muốn lên đến đây hôn một chút lý thất dạ mà Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, Nam liền miễn đi, nữ đi lên hôn một chút đi. Thu Dung tộc trưởng muốn hay không bên trên hôn một chút, ta không giới thiệu. Bành Tráng bọn hắn cũng không có Lý Thất Dạ to gan như vậy, bọn hắn đều không dám nói chuyện, đều giả bộ như không nghe thấy, nhìn về phía bên kia. Thu Dung Vãn Tuyết mặt đỏ lên, lắc đầu nói ra, miễn đi, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có chút tức giận trong khoảng thời gian này Lý Thất Dạ còn rất ngoan ngoãn bây giờ lại dám đùa giỡn nàng tiểu quỷ đầu này không khỏi lá gan cũng quá lớn đi đã ngươi bỏ qua cơ hội quên đi lý thất giả cười khanh khách nói lý thất giả nói như vậy để thu dung vãn tuyết trong nội tâm không khỏi buồn bực tên tiểu quỷ đầu này cũng dám đùa giỡn nàng thật sự là làm giận phải biết nàng tộc trưởng này tại tuyết ảnh quỷ tộc thế nhưng là có rất cao uy nghiêm bây giờ lại bị một cái tiểu quỷ đùa giỡn này làm sao không cho nàng tức giận đây về phần bành tráng sáu tiểu thì là đắm chìm trong trong hưng phấn, thật vất vả, bành tráng cũng nhìn không được hỏi, Lý Huynh, ngươi đây là làm sao biết nơi nào có dạ dương ngư có thể bắt? Ngươi cái này thật bất khả tư nghị đi. Trực giác, chỉ là trực giác mà thôi. Lý thất dạ cười tủm tỉm nói ra, không biết làm sao vậy, tại dạ hải ngay người hơn 10 ngày, đột nhiên có một loại trực giác, giống như có thể cảm giác được trên biển dạ dương ngư. Thật hay giả? nghe được lý thất dạ lời như vậy sáu tiểu cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ thế nào bọn hắn liền không có dạng này trực giác đây lý thất dạ cười nói ra lừa các ngươi làm gì ta từ nhỏ liền có một loại đặc biệt trực giác mẫn cảm ở một cái địa phương nán lại lâu có thể cảm nhận được một ít gì đó nguyên lai là trời sinh nha sáu tiểu cũng cảm thấy loại thuyết pháp này có thể tin bằng không thì giải thích thế nào lý thất dạ có thể cảm nhận được dạ dương ngư đây so sánh với sáu tiểu đến làm tộc trưởng thu dung vãn tuyết cũng không có dễ dàng như vậy tin tưởng lý thất dạ lời như vậy tộc trưởng chung quy là tộc trưởng kiến thức cũng không giống nhau nàng trong lòng không thể nào tin được lý thất dạ theo như lời loại trực giác này nàng luôn cảm thấy lý thất dạ có cái gì bí mật không có nói ra đồng thời trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái lý thất dạ đến tột cùng là thế nào biết dạ dương ngư xuất hiện ở thời gian địa điểm đây thu dung vãn tuyết nhìn lấy lý thất dạ nàng rất hy vọng có thể nhìn thấu lý thất dạ, hy vọng có thể từ trên thân lý thất dạ nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhưng là, bất luận nàng như thế nào nhìn, đều không thể từ lý thất dạ trên người nhìn ra dấu vết để lại. Chúng ta đi thôi. Lý thất dạ nhìn lấy bình tĩnh không lay động dạ hải, cuối cùng đối mọi người nói ra. Đưa đò sứ theo như lý thất dạ theo như lời phương hướng, chậm rãi đông đưa thuyền đò, chậm rãi biến mất ở dạ hải bên trong. Tiếp được thời gian đến, Lý thất dạ một lần lại một lần thay đổi vùng biến, lý thất dạ mỗi đổi một lần vùng biến đều là thu hoạch lớn. Tự hồ tại đây một mảnh vô cùng thần bí trong vùng biển không có cái gì có thể thoát khỏi lý thất dạ hai mắt. Bành tráng sáu tiểu hoàn toàn là thấm say trong hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ, lý thất dạ trực giác thật sự là quá thần kỳ, nhưng đáng tiếc, theo bọn hắn nghĩ dạng này trực giác chính là trời sinh đặc hữu, bằng không hắn nhóm đều khát vọng dạng này trực giác cùng bành tráng sáu tiểu khác nhau là làm tộc trưởng thu dung vãn tuyết theo ngày từng ngày bội thu trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn theo mỗi một ngày thu hoạch lớn thu dung vãn tuyết cũng không thể nào tin tưởng đây là lý thất dạ trực giác nàng cho rằng trong này nhất định có nguyên nhân nhưng là cụ thể là nguyên nhân gì nàng cũng không hiểu rõ ở thời điểm này mặc dù thu dung vãn tuyết trung động dạ dương ngư bội thu nhưng là trong nội tâm nàng ngoại trừ hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi bên ngoài đồng thời cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trong nội tâm nàng đang hoài nghi, lý thất giả dạ đến tột cùng là dạng gì, hắn tại sao phải cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Chính hắn đều có thể bắt được nhiều như vậy dạ dương ngư, theo đạo lý mà nói hết sẽ không cần thiết cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Giống như lý thất giả dạ có được loại này bản sự, có thể chuẩn xác dự đoán được dạ dương ngư xuất hiện vùng biến, nếu là hắn đầu nhập vào đế thống tiên môn, tuyệt đối sẽ được xem là khách quý nhưng mà hắn lại cùng bọn hắn đi cùng nhau cái này khiến thu dung vãn tuyết trong lòng suy tính lấy nàng đều muốn biết lý thất dạ cùng bọn hắn đi cùng một chỗ đến tột cùng là có ý đồ gì theo đạo lý mà nói bọn hắn không có cái gì đồ vật làm cho lý thất dạ thăm dò bọn hắn tuyết ảnh quỷ tộc chẳng qua là tiểu tộc mà thôi nói bảo vật bọn hắn không có cái gì đem ra được kinh thế chi bảo nói công pháp bọn hắn cũng không có cái gì đem ra được tuyệt thế công pháp Thu Dung vãn tuyết cẩn thận nghĩ, tự hồ bọn hắn tuyết ảnh quỷ tộc không có cái gì đồ vật làm cho lý thất dạ chỗ thăm dò, nếu là hắn đem dùng trên người bọn họ tinh lực đặt ở đại giáo cương quốc có lẽ đế thống tiên môn phía trên, chỉ sợ hắn có thể được đến càng nhiều hồi báo. Đây là Thu Dung vãn tuyết trong nội tâm rất lớn nghi vấn, cái nghi vấn này không thua vì cái gì lý thất dạ có thế thần kỳ như vậy dự đoán dạ dương ngư xuất hiện địa phương. Dạ dương ngư tốt như vậy bắt, vì cái gì phong đô thành cư dân sẽ không tới bắt đây tốt một đoạn thời gian thu hoạch lớn bành tráng không khỏi kỳ quái nói ra thu dung vãn tuyết nghiêm mặt nói ra dạ dương ngư nơi nào có dễ dàng như vậy bắt đây đều là lý công tử công lao biết không mặc dù trong nội tâm nàng đối với lý thất dạ có rất nhiều nghi vấn nhưng là lý thất dạ có thế bọn hắn mang đến nhiều như vậy chỗ tốt thu dung vãn tuyết vẫn là đem cái này ân tình nhớ tại tâm bên trong a à, a à ta thuận miệng nói. bành tráng nhanh mồm nhanh miệng, bận biểu tất nhiên lý thất dạ cười nói ra, lý huynh, nếu không thì ngươi tới chúng ta tuyết ảnh tộc đi, mặc dù nói chúng ta tuyết ảnh tộc không có nhân tộc, nhưng là ta tin tưởng tộc trưởng cùng chư lão sẽ mười phần hoan nghênh ngươi. bành tráng, không thể nói bậy. thu dung vãn tuyết trầm giọng nói, làm tộc trưởng nàng, mặc dù mới ba mươi khoảng chừng, nhưng là tại tuyết ảnh quỷ tộc lại có được rất cao uy nghiêm. Thu Dung vãn tuyết nói như vậy, bành tráng lập tức không còn dám đàm nói như vậy đệ, thề lưỡi, ngậm miệng lại. Sáu tiểu bên trong duy nhất nữ đệ tử vẫn không khỏi hiếu kỳ, nói lại đề tài mới vừa rồi, hỏi, đã dạ hải ngay tại phong đô thành bên trong, vì cái gì phong đô thành quỷ không tự mình đến bắt dạ dương ngư đây? Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ cười cười, không có trả lời, hắn chỉ là nhìn lấy Thu Dung vãn tuyết. Thu Dung vãn tuyết lắc đầu nói ra, cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá truyền thuyết phong đô thành chấp niệm không thể tới nơi này bọn hắn không phải chân chính quỷ cũng không phải sinh linh bọn họ là không có nhục thể tồn tại có truyền ngôn nói nếu như phong đô thành chấp niệm nếu là tới già dạ hải bọn hắn chấp niệm liền sẽ lập tức biến mất khó trách đưa đò sứ là có nhục thân bành tráng không khỏi nhìn lấy tại đuôi thuyền đưa đò sứ những ngày này xuống bọn hắn mới hiểu rõ nguyên lai like đưa đò sứ cùng phong đô thành quỷ cũng không giống nhau phong đô thành quỷ là không có nhục thân mà đưa đò sứ là có nhục thân thu dung vãn tuyết bọn hắn theo sau lý thất dạ tại dạ hải trọn vẹn đánh một tháng cá thu hoạch hết sức kinh người một ngày này lý thất dạ nhìn nhìn bầu trời nói ra ngày mai cuối cùng một lưới sau đó chúng ta liền rời đi dạ hải tốt bành tráng sáu tiểu hưng phấn mà nhảy dựng lên bọn hắn đã đã có được rất nhiều dạ dương ngư bọn hắn cũng không khỏi kích động, muốn lên bờ đi, cùng phong đô thành cư dân giao dịch. Nói không chừng có thể đổi được kinh thế bảo vật. Cùng hưng phấn bành tráng sáu tiểu bọn hắn khác biệt, làm tộc trưởng thu dung vãn tuyết nàng cũng là có thế vững vàng, nàng xem thấy tỉnh như trầm thủy ngồi ở mũi thuyền lý thất dạ, sau đó đi tới, tại lý thất dạ bên người ngồi xuống. Bành tráng bọn hắn gặp tộc trưởng cùng lý thất dạ ngồi cùng một chỗ, bọn hắn đều giao một cái ánh mắt, lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng bên kia xa xa nhìn lại, giả câm vờ điếc. Chương 429, giải thích nghi hoặc. Bình tĩnh ngồi ở mũi thuyền lý thất dạ nhìn ngồi ở bên người thu dung vãn tuyết, không khỏi cười cười. Luận xinh đẹp vũ mị, thu dung vãn tuyết thua xa Trần Bảo Kiều, bất quá, Trần Bảo Kiều không có thu dung vãn tuyết thành thục phong vận, cũng không có thu dung vãn tuyết cái kia phần trang trọng nhã khí. Trần Bảo Kiều là thuộc về nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan họa thủy, nạn là thuộc về tuyệt thế vô song vưu vật, để cho người ta vừa nhìn liền vì đó lòng say thần trì, để cho người ta vì đó kinh diễm thất thần. Mà trước mắt thu dung vãn tuyết cũng thật là diễm lệ rung động lòng người. Đặc biệt là nàng cái kia thành thuộc phong vận, cái kia tự như cây đào mật khí tức, cũng là để cho người ta vì đó tim đập thình thịch, để cho người ta là càng xem càng ưa thích. Thu Dung tộc trưởng nói ra suy nghĩ của mình sao? Lý thất dạ nhìn lấy Thu Dung vãn tuyết cái kia diễm như đào Lý Dung nhan, nhàn định tự tại nói ra. Thu Dung vãn tuyết nhìn lấy so với chính mình nhỏ rất nhiều Lý thất dạ, nhìn trước mắt hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu tiểu nam nhân, trong nội tâm nàng có không nói ra được cảm khái. Bất luận là dung mạo, còn là khí thế, Lý thất dạ thoạt nhìn tựa hồ là rất phổ thông phổ la đại chúng. Nhưng là, cùng hắn tiếp nhận càng nhiều, lại càng người cảm thấy cả người hắn tràn đầy thần bí, tràn đầy mị lực, tự hồ hắn giống như là một cái lỗ đen, đã có được đáng sợ lực hấp dẫn, để bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại đào thoát. Lý công tử lần này tới phong đô thành là vì cái gì đâu? Thu dung vãn tuyết trong lòng trầm ngâm một chút, cuối cùng nàng hỏi. Nàng hy vọng cùng Lý thất giả hảo hảo nói một chút, nếu như bọn hắn tại phong đô thành tiếp tục tại cùng nhau lời nói dù sao bọn hắn đối lý thất dạ là hoàn toàn không biết gì cả lý thất dạ cũng không trả lời thu dung vãn tuyết vấn đề cười hỏi lại nói ra cái kia thu dung tộc trưởng tới phong đô thành mục đích vậy là cái gì đâu thu dung vãn tuyết không khỏi nhìn lấy lý thất dạ mà lý thất dạ nên tiếp ánh mắt của nàng nhìn thẳng nàng đôi mắt sáng chỗ sâu hai người nhìn nhau trong chốc lát Thu Dung Vãn Tuyết không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Thu Dung Vãn Tuyết thật sâu hít thở một cái. Trong lòng trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nàng nghiêm túc mà chậm trọng địa nói ra, đã chúng ta cùng ở tại trên một cái thuyền, cũng là đồng tâm hiệp lực. Nếu như Lý Công Tử muốn biết, ta cũng có thể nói cho Lý Công Tử, lần này ta tới phong đô thành. Chính là tìm kiếm tộc ta mất đi một kiện đồ vật. Thu Dung Vãn Tuyết muốn cùng Lý Thất Dạ Tệ ra nói một chút, nàng là trầm ngâm một phen về sau, mới nói cho Lý Thất Dạ. Nguyên lai like là như thế. Lý Thất Dạ cười một tiếng. Minh Bạch Thu cho muộn tuyết cố kỵ, hắn cười nói ra, cũng không sợ nói cho Thu Dung tộc trưởng, ta đây một lần tới phong đô thành, cũng là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Lý Công Tử tìm kiếm là vật gì đâu? Thu Dung vãn tuyết không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không trả lời mà hỏi lại, nhìn lấy Thu Dung vãn tuyết diễm như đào Lý Dung nhan, nói ra, thu dung tộc trưởng. Các ngươi tuyết ảnh quỷ tộc mất đi đồ vật vậy là cái gì đâu? Lý thất giả hỏi như vậy, thu dung vãn tuyết không khỏi bắt đầu trầm mặt, cái này đồ vật đối bọn hắn tuyết ảnh quỷ tộc quan hệ trọng đại, nàng không thể dễ dàng nói cho ngoại nhân. Gặp thu dung vãn tuyết cẩn thận. Lý thất giả không khỏi mỉm cười, hắn cười hỏi, chúng ta không đàm cái đề tài này. Chúng ta không bằng nói chuyện trời tối chuyện kia đi, ngày đó đột nhiên trời tối thời điểm, thu dung tộc trưởng nhưng nhìn đến có khác thường. Từ bành tráng nơi đó Lý Thất Dạ đã biết mình muốn biết sự tình, lần này Lý Thất Dạ còn là muốn cầu chứng nhận một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bành tráng mỗi lần nói lên đệ nhất hung phần cự thủ sự tình, thu dung vãn tuyết đều quát bảo ngưng lại bành tráng, Lý Thất Dạ biết, thu dung vãn tuyết khẳng định biết một ít gì đó. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thu Dung vãn tuyết không khỏi quay đầu lại nhìn bành tráng bọn hắn, lúc này bành tráng bọn hắn xa xa ngồi ở đuôi thuyền, bọn hắn đưa lưng về phía hai người bọn họ, tự hồ căn bản cũng không có lưu ý hai người bọn họ. Nói như vậy, Lý Công Tử là vì chuyện này mà đến rồi. Thu Dung vãn tuyết trong lòng sớm đã có cái nghi vấn này, bởi vì ngay từ đầu Lý Thất Dạ liền là đối vấn đề này rất quan tâm. Lý Thất Dạ cũng không có giấu giếm, cười cười, nói ra, có thể nói như vậy, ta tin tưởng thu dung tộc trưởng là biết một ít gì đó, không bằng ngươi tới nói cho ta biết như thế nào. Thu dung vãn tuyết trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nàng không khỏi nhìn lấy lý thất dạ, mà lý thất dạ bình tĩnh, chờ đợi đáp án của nàng, thu dung vãn tuyết không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, bành tráng nói cự thủ sự tình, cái này đích xác là không có sai, trời tối trong nháy mắt kia, ta vừa lúc ở thôn nạp thiên địa chi khí, chỗ hướng phương hướng chính là đệ nhất hung phần nói đến đây nàng không khỏi dừng lại một chút sau đó thì sao lý thất dạ cũng không sốt ruột bởi vì trong lòng hắn nắm chắc hắn đã biết chuyện gì xảy ra thu dung vãn tuyết thật sâu hít thở một cái cuối cùng nói ra tại trời tối kết thúc trong nháy mắt ta thấy được một việc để nhất hung phận hẳn là muốn mở nói xong lời này nàng không khỏi như trút được gánh nặng điểm này bành tráng cũng không dám khẳng định bành tráng là thấy được một cái cự thủ nhưng là sau khi trời tối bành tráng liền bị sợ ngay người mà thu dung vãn tuyết nhìn chằm chằm vào đệ nhất hung phần phương hướng tại trời tối kết thúc trong nháy mắt nàng nhìn thấy đệ nhất hung phần vậy mà mở ra tại lúc ấy chính nàng đều hoàn toàn bị rung động đó căn bản chuyện không thể nào bởi vì thật lâu đến nay đệ nhất hung phần đều không có mở ra hơn nữa nàng cũng đã được nghe nói mở ra đệ nhất hung phần nhất định phải có chìa khóa nhưng là tại đương thời chưa nghe nói qua có người đạt được đệ nhất hung phần chìa khóa chính là bởi vì như thế thu dung vãn tuyết mới phát giác được chuyện này mười phần kỳ quái nàng cảm thấy trong này ẩn giấu đi có nàng không biết bí mật cũng chính bởi vì vậy mỗi lần bành tráng nói lên việc này thời điểm nàng là quát bảo ngưng lại bởi vì nàng không hy vọng chuyện này cho tuyết ảnh quỷ tộc mang đến phiền toái nguyên lai là dạng này nghe được thu dung vãn tuyết lời như vậy Lý thất dạ cười cười, hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định chuyện gì xảy ra, hiện tại hắn nhất định phải lấy được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa, hắn nhất định phải tiến vào đệ nhất hung phần. Thu Dung Vãn Tuyết lúc này nhìn lấy Lý thất dạ, nói ra, đã ta cũng nói cho Lý Công Tử muốn biết sự tình, Lý Công Tử có thể cũng nói cho ta biết một việc. Mời nói. Lý thất dạ chậm rãi nói ra, con người của ta không chỗ nào không nói. Chỉ cần ta biết sự tình, nhất định sẽ hết sức vui vẻ nói cho ngươi. Lý công tử vì sao có thể đoán trước đến dạ dương ngư xuất hiện địa điểm đâu? Thu Dung vãn tuyết hỏi. Hiện tại bọn hắn thu hoạch đã đầy đủ rung động ngươi. Đã từng có một vị đế thống tiên môn truyền nhân mang theo một kiện vô thượng bảo vật tới dạ hải, hắn tại dạ hải trọn vẹn bắt đủ một năm, không bằng lý thất dạ bọn hắn ở chỗ này bắt một tháng dạ dương ngư nhiều, cho nên, khiến cho chuyện này treo ở thu dung vãn tuyết trong lòng lý thất dạ cười một tiếng nói ra nguyên lai thu dung tộc trưởng không tin ta nha chuyện này ta theo như lời đều là nói thật ta từ nhỏ liền là trực giác rất mẫn cảm cho nên ở một cái địa phương nán lại lâu trực giác liền đặc biệt linh cái này có thể nói là trời sinh đi thu dung vãn tuyết lập tức hận hận trừng lý thất dạ một cái nàng bị lý thất dạ bày một đạo nàng căn bản cũng không tin tưởng lý thất dạ loại chuyện hoang đường này nếu như già hải dạ dương ngư dễ dàng như vậy dùng trực giác tới dự đoán chỉ sợ sớm đã bị người bắt hết gặp thu dung vãn tuyết cái kia tươi đẹp như đạo lý dung nhan là tức giận đến đỏ lên lý thất dạ không khỏi mỉm cười trong này bí mật hắn là không có khả năng nói cho người khác biết phải biết hắn từng tại phong đô thành hao tốn vô số tâm huyết trăm ngàn vạn năm đến nay đệ nhất hung phần đã từng mở ra nhiều lần đệ nhất hung phần mở ra chỉ ít có một nửa số lần phía sau là có lý thất giả cái này âm nha hình bóng phải tìm được mở ra đệ nhất hung phần chìa khóa chuyện không phải dễ dàng như vậy cái này nhất định phải cùng phong đô thành nguyên trụ cư dân liên hệ đối với phong đô thành quỷ mà nói muốn theo bọn hắn liên hệ đó cũng là rất dễ dàng sự tình chỉ cần ngươi có đầy đủ dạ dương ngư nói không chừng có thể được đến rất nhiều ngươi muốn lấy được đồ vật đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tìm đúng người không tìm đúng quỷ lý thất dạ đã từng mấy lần mở ra đệ nhất hung phần có lúc là một mình hắn đến có lúc là cùng những người khác đến mỗi một lần cũng phải cần đại lượng dạ dương ngư cho nên vì dạ dương ngư lý thất dạ có thể nói là đến tột cùng dạ hải rất lâu hắn đã từng dùng một thời đại lưu tại phong đô thành có thể nói tại đây thế giới chỉ sợ không còn có cái gì người sống có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn dạ hải không có người so với hắn hiểu rõ hơn phong đô thành lý công tử coi như ngươi không muốn nói ra lời nói thật, cũng không cần dùng dạng này lấy cớ để lừa gạt ta đi. Thu Dung vãn tuyết không khỏi hận hận trừng lý thất dạ một cái, trong nội tâm không khỏi vì đó tức giận, làm tộc trưởng nàng, luôn luôn đều là khôn khéo, làm việc cẩn thận, nhưng là, lần này lại bị lý thất dạ bày một đạo, này làm sao không cho trong nội tâm nàng tức giận đây. Nói như vậy Thu Dung tộc trưởng là bị ta làm bị thương tâm. Lý thất giả cả kinh, nói ra, nếu thật sự là như thế, ta đây là hẳn là hảo hảo đền bù tổn thất đền bù tổn thất một chút Thu Dung tộc trưởng mới đúng. Thu Dung tộc trưởng một mảnh tình ý, ta lại là cô phụ. Ngươi, Thu Dung Vãn Tuyết bị tức đến bộ ngực sữa chập trùng, sống cả mảnh liệt, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Nàng đều không khỏi nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, tiểu quỷ này cũng quá khoa trương đi, cũng dám đùa giỡn nàng, cái này thật sự là tức chết nàng. Tại trước kia nàng còn cảm thấy tiểu quỷ này còn rất nhu thuận hiện tại xem ra căn bản cũng không có chuyện này tiểu quỷ này căn bản chính là giả vờ tiểu quỷ này là cục đuôi lão sói xám mà lý thất giả bình tĩnh nhàn định khoan thai không có chút nào sợ thu dung vãn tuyết tức giận nên tiếp thu dung vãn tuyết ánh mắt tựa hồ một bộ vô tội bộ dáng đối lý thất giả loại này giả bộ đáng thương bộ dáng thu dung vãn tuyết cũng một chút gãy đều không có Nàng muốn tức giận đều phát không đứng dậy. Mà Lý Thất Dạ cùng Thu Dung Vãn Tuyết đang đàm luận tình thời điếm, ngồi ở đuôi thuyền bành tráng sáu tiểu thì là châu đầu ghé tai, đang thấp giọng nói lên Lý Thất Dạ cùng mình tộc trưởng đến. Ha ha, ta cảm thấy Lý Huynh theo chúng ta tộc trưởng rất phối. Bành tráng hạ giọng, nhẹ nhàng mà nói ra. Không thể nào đâu. Sáu tiểu bên trong duy nhất nữ đệ tử bên cạnh thủ nói ra, Lý Huynh theo chúng ta tuổi không sai biệt lắm tộc trưởng so với chúng ta lớn hơn. Tục ngữ nói, tuổi không phải khoảng cách. Bành tráng tiểu tử này đang làm chuyện xấu, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy tộc trưởng là rất coi trọng Lý Huynh, các ngươi không thấy được sao. Tộc trưởng vẫn luôn rất lưu ý Lý Huynh, nàng không phải thường nhìn lấy Lý Huynh ngẩn người sao.